đề quý trời cho. Chương 681, chửi một câu lấy 30 triệu. Tất cả mọi người đều kinh ngạc khi thấy số tiền trong túi, hai túi to như thế chắc phải có đến vài tỷ. Kim Lam Chi trợn tròn mắt nhìn đống tiền trong túi, cô mở miệng nói một câu, "Không. Không phải anh đi cướp ngân hàng đấy chứ?" Lý Tam Thốn cũng chưa bao giờ nhìn thấy nhiều tiền đến thế, thế nhưng anh không ngạc nhiên như mấy người Kim Lam Chi. Dù gì thì anh cũng biết rõ sư huynh của mình chính là gia chủ nhà họ Lâm ở kinh đô, là người có thân phận có địa vị, lấy ra vài tỷ chắc cũng chỉ là chuyện nhỏ đối với anh ta thôi. Đồng thời trong lòng anh cũng có chút cảm động, Lâm Thanh Diện vì muốn chút giận cho anh mà một lúc rút ra cả đống tiền như thế, quả thật là huynh đệ tốt của nước hát. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiền bạc bất kể lúc nào cũng có sức hấp dẫn vô tận, Lâm Thanh Diện mở cả hai túi tiền ra rất nhanh sau đó xung quanh chỗ ngồi của họ bị vây kín rất nhiều người vốn đang khiêu vũ cũng dừng lại hóng chuyện đại gia kia nhiều tiền thế chắc phải đủ cho tôi tiêu cả đời đấy ôi mẹ ơi bọn họ định làm cái gì vậy muốn cầm tiền đi đánh người sao nếu định làm thế thật thì tôi muốn nói là đánh chết tôi đi đây này mấy anh em này là ai thế sao còn khoa trương hơn cả đại tiểu thư nhà họ kim thế họ không sợ bị cướp mất tiền à Lâm Thanh Diện liếc nhìn Kim Lam Chi, sau đó quay sang nói lớn với mọi người xung quanh, các vị, bây giờ chúng tôi sẽ chơi một trò chơi, tất cả mọi người đều có thể tham gia, chỉ cần mọi người đứng trước mặt vị đại tiểu thư nhà họ Kim, chửi cô ấy một câu, thì có thể lấy đi 30 triệu từ chỗ tôi, tôi nhắc trước là không được nhắc lại câu người khác đã chửi, tiền ở đây, chửi xong tự đến lấy. Nghe Lâm Thanh Diện nói vậy, mọi người liền rộ lên, chỉ cần chửi đại tiểu thư nhà họ Kim một câu là có thể lấy 30 triệu, cuộc trao đổi này có lợi hay không, trong lòng mọi người đều biết rõ. Lý Tam Thốn bật cười, giơ ngón cái với Lâm Thanh Diệt, nói, sư huynh, vẫn là anh lợi hại. Sắc mặt Kim Lam Chi tái nhợt, tên này lại dùng số tiền 30 triệu để người khác đến chửi cô ta một câu, quả thực là quá đáng quá mà. Tôi xem ai dám chửi tôi, nếu muốn chết thì các người cứ thử đi. Kim Lam Chi lên tiếng. Anh mau cút đi cho tôi, nếu trong vòng 5 phút anh không mang chỗ tiền này ra khỏi đây thì tôi không khách khi nữa đâu." Kim Lam Chi trừng mắt với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện cười nói, "Sao, trò chơi này cô chơi được, tôi lại không chơi được à?" "Mọi người cũng đừng sợ cô ta, ở đây ánh sáng không tốt, mọi người chửi xong thì lấy tiền đi, cô ta có muốn tìm mọi người tính sổ thì cũng không biết là ai đâu." Rất nhiều người nhốn nháo muốn lên thử, Lâm Thanh Diện nói không sai, ở đây nhiều người thế này cho dù có chửi đại tiểu thư nhà họ Kim thì cô ta cũng không có cách nào tìm họ tính sổ được. Kim Lam Chi thấy Lâm Thanh Diện nói vậy, cô ta tức đến mức nghiến chặt răng, giận dữ nói: "Anh chỉ là đồ thất bại, chỗ tiền này chẳng biết là lấy từ đâu ra, có khi là đi trộm về ấy chứ, nếu mấy người dám lấy thì cứ đợi đến lúc vào tù ngồi đi." Lâm Thanh Diện lập tức rút từ trong áo ra một tờ biên lai, đặt lên trên bàn, anh nói: "Đây là biên lai rút tiền từ ngân hàng, nếu mọi người không yên tâm có thể qua đây xem." Mặc dù bây giờ là buổi tối, nhưng với thân phận của Lâm Thanh Diện, nếu muốn tìm ngân hàng để rút tiền thì cũng chỉ cần một cú điện thoại mà thôi. Kim Lam Chi lập tức xù lông, không ngờ Lâm Thanh Diện lại chuẩn bị kỹ càng đến vậy, cô ta nhất thời không biết phải phản bác lại thế nào. Kim Lam Chi là đồ kiêu ngạo, nếu không có thân phận đại tiểu thư nhà họ Kim thì cô ta chả bị đánh chết từ lâu rồi. Lúc này trong đám người đột nhiên vang lên một tiếng quát mắng, sau đó, một cánh tay thò vào túi, cầm một cọc tiền rồi quay người chạy mất, mọi người đều không nhìn rõ dụng mạo của anh ta. Kim Lam Chi giận đỏ mặt, cô ta hét lên, mau bắt người đó lại cho tôi. Nhưng chẳng có một ai để ý đến cô ta. Thấy có người lấy được tiền rồi trốn mất, những người còn lại cũng bắt đầu không nén được sự bồn chồn. Một lúc sau, tiếng chửi Kim Lam Chi bắt đầu lần lượt vang lên. Kim Lam Chi không coi ai ra gì, lại còn không có quy tắc, đúng là cái u của huyện Kim Môn. Đại tiểu thư nhà họ Kim là đồ xấu xí, trang điểm trông như ma, trông đến là buồn nôn. Kim Lam Chi mà không sinh ra trong nhà họ Kim thì chắc là bị bán đi từ lâu rồi, cô ta chính là đồ đàn bà ngu ngốc không có não. Kim Lam Chi nghe tiếng mọi người chửi mắng mình, cả khuôn mặt đã bắt đầu chuyển sang màu tím, ở đây có nhiều người như thế, cho dù cô có nhìn thấy mặt người đã mắng mình thì cũng không thể nhớ mãi được, chứ đừng nói là tìm ra họ trong huyện Kim Môn rộng lớn này. Lý Tam Thốn nhìn bộ dạng của Kim Lam Chi, trong lòng cảm thấy được chút giận, anh nói với cô ta, không phải cô rất giỏi sao? Bây giờ bị người ta mắng chửi, cảm giác thế nào? Cô biết chuyện vui nhất là gì không? Chính là những gì người ta chửi đều là sự thật. Kim Lam Chi hét lên một tiếng chói tai, sau đó quay đầu nhìn sang mấy tên phú nhị đại bên cạnh mình, nói, bây giờ chúng ta mau góp tiền vào đi, chửi bọn họ một câu được 60 triệu, tôi không tin bọn họ còn dám chửi tôi mấy tên phú nhị đại mặt mũi dối bời, mặc dù điều kiện nhà bọn họ thực sự rất tốt, nhưng Lâm Thanh Diện mang đến hai túi kia ít nhất cũng phải có hai, ba tỷ, rốt cuộc bọn họ chỉ là con nhà giàu trong huyện thành mà thôi, sao có thể trong một lúc gom được nhiều tiền thế kia chứ? Ngay cả Kim Lam Chi cũng chỉ có không quá 300 triệu tiền mặt trên người, chơi trò chơi với người khác cũng chỉ dùng vài trăm nghìn một, bọn họ thực sự chẳng dám nghĩ đến cách chửi một câu lấy 30 triệu như Lâm Thanh Diện đang làm. Chị Lam Chi, một câu 60 triệu, đắt quá, bọn em bây giờ không kiếm đâu ra được từng đấy tiền đâu, hay là Thôi đi nhé, một tên cẩn thận nói. Thế mấy cậu cứ ngồi nhìn người ta chửi tôi thế à? Bọn họ còn chửi rõ khó nghe nữa, đúng là tức chết tôi rồi. Kim Lam Chi gần như phát điên, nhưng chỉ có thể dương mắt lên mà thôi. Hy vọng chuyện hôm nay có thể cho cô một bài học, nếu muốn so tiền bạc thì cô còn kém nhiều lắm. Lâm Thanh Diên cười nói với Kim Lam Chi một câu. Mấy người cứ đợi đấy, về tôi sẽ bảo bố và anh tôi bắt mấy người lại, đến lúc đó tôi sẽ giải vò mấy người đến chết." Kim Lam Chi buông lời độc ác. Lâm Thanh Diên trẻ môi đáp lại, "Không cần đâu, chúng tôi sẽ tự tìm đến tận cửa, số tiền này cứ để lại đây đi, nếu còn thừa thì mang đi mời cô uống rượu, nhưng xem tình hình này thì mọi người đều rất muốn chửi cô, tôi nghĩ là số tiền này không thừa lại được đâu." Nói xong, Lâm Thanh Diện cùng Lý Tam Thốn quay người đi ra ngoài quán bar kim lam chi trở nên cuồng loạn ném hết tiền và ly rượu trên bàn xuống đất mấy người là một lũ ngu không phải chỉ là mấy đồng tiền bẩn thôi sao các người còn có chút nguyên tắc nào không hả nếu không phải vì mấy đồng tiền bẩn này cô tưởng bọn tôi sợ cô chắc đúng là đồ não tàn mọi người xông vào tranh giành nhau trong cơn hỗn loạn vẫn có không ít người tranh thủ chửi mắng kim lam chi cho hả giận buổi sáng ngày hôm sau Tin tức thiếu gia nhà họ Kim Kim Diệu sắp xếp đấu trường nghênh chiến, siêu cấp phế vật vô địch vũ trụ đã lan truyền khắp huyện Kim Môn. Chương 682, có phải vô liêm sỉ quá không? Trên con phố lớn, có rất nhiều người đang rảo bước về phía quảng trường trung tâm huyện Kim Môn. Nghe gì chưa, hôm nay đại thiếu gia nhà họ Kim sẽ đấu với một siêu cấp phế vật đấy, cũng không biết thứ phế vật này từ đâu ra mà lại có thể khiến nhà họ Lâm và họ Kim phải ra quân ồ ạt như vậy không cần biết nó đến từ đâu, chẳng phải đã nói rõ rồi sao, đây là một thứ bỏ đi sao, tôi đoán chắc nó cũng chẳng có gì chống lưng đâu, đến chỉ để thiếu ra họ kim cho một trận thôi. Vậy mọi người nói xem người này có gan đến chỗ quảng trường không, nếu là tôi thì chắc chắn tôi đã chạy ngay từ đầu rồi. Không chạy thì đến lúc đấy bị thiếu ra nhà họ kim đánh cho thừa sống thiếu chết thì đúng là không hổ danh siêu cấp phế vật, mà chạy thì khỏi phải nói, chẳng khác gì trực tiếp thừa nhận mình là đồ bỏ đi cả, nên là cho dù chạy hay không thì người này vẫn phải chịu kết cục như vậy thôi. Lâm Thanh Diện và Lý Tam Thốn vừa đi trên đường vừa nghe người qua đường bàn tán xôn xao, trên mặt Lý Tam Thốn lộ rõ vẻ khó chịu. Tên Kim Diệu này cũng đúng là không cần thể diện mà, đợi đến lúc lên đấu trường mà thua em, xem hắn ta xử lý thế nào. Lý Tam Thốn cằn nhằn một câu. Lâm Thanh Diện cười nói, đừng có ỉ mạnh quá, tuy là hai năm nay cậu đã trưởng thành lên nhiều, nhưng kim diệu chưa chắc vẫn dậm chân tại chỗ tốt nhất đừng nên khinh địch lý tam thốn cười đáp lời sư huynh chuyện này anh yên tâm đi hơn nữa thì dù sao anh cũng có niềm tin với sư phụ của chúng ta mà hình ý quyền tuy là môn võ cổ đã được lưu truyền từ rất lâu nhưng năm đó khi sư phụ giảng cho em về ưu nhược điểm của hình ý quyền có thể nói là đã gãi đúng chỗ ngứa nếu so với bản lĩnh mà sư phụ đã truyền cho chúng ta hình ý quyền vẫn còn thua kém nhiều lắm lâm thanh diện không nói gì nhưng trong lòng anh lại rất tán thành với lời nói của Lý Tam Thốn, mặc dù sư phụ chưa từng nói cho anh về ưu nhược điểm của hình ý quyền, nhưng dựa vào bản lĩnh mà anh học được từ sư phụ, anh có thể cảm nhận được sự tinh tế trong cách thức sư phụ truyền dạy. Khi theo học sư phụ, Lâm Thanh Diện có thể cảm nhận được năng lực của sư phụ, mạnh như cả trăm người hợp lại, có được sự tinh tế của các môn võ thuật, cho dù nhìn từ góc độ nào đều có thể thấy đó là một trình độ gần như hoàn hảo. Vì vậy nên cho dù chưa từng được lĩnh hội sự lợi hại của hình ý quyền, anh cũng biết được không phải bất kỳ môn võ nào cũng có thể sánh với sức mạnh của sư phụ. Không lâu sau, hai người đã đến quảng trường trung tâm, lúc này ở chính giữa quảng trường đã có một đấu trường được dựng lên, xung quanh đấu trường đều bị người người vây kín. Bên trên đấu trường treo một tấm băng rôn, trên đó viết: "Siêu cấp phế vật vô địch vũ trụ mau đến ứng chiến", không cần nghĩ cũng biết thừa trò này là do Kim Lam Chi nghĩ ra. Kim Diệu đã đứng sẵn trên đấu trường, cúi đầu nhìn người xem đứng bên dưới, mang khí thế nhìn đời bằng nửa con mắt. Mà ở cách đấu trường không xa có đặt mấy chiếc ghế, Kim Trung Hải và Quách Nguyên đang ngồi ở đó, Kim Lam chi ngồi bên cạnh, ánh mắt cô ta không ngừng quét khắp nơi, dường như đang muốn tìm kiếm ai đó. Lâm Thanh Diện càng chú ý hơn đến Quách Nguyên, anh cảm nhận được khí chất không hề tầm thường tỏa ra từ người này, Kim Trung Hải ngồi bên cạnh cũng thu hút được sự chú ý của Lâm Thanh Diện nhưng cảm giác mà ông ta đem lại cho Lâm Thanh Diện không mạnh mẽ như Quách Nguyên. Sau khi đạt đến trình độ nội kinh, Lâm Thanh Diện có thể dựa vào một số chi tiết để phân biệt cao thủ nội kinh và người bình thường. Anh không ngờ nhà họ Kim lại giấu tận hai cao thủ nội kinh, một trong số đó có thực lực không hề yếu ớt, điều này thực sự khiến anh có chút kinh ngạc. Cậu biết người ngồi đằng kia là ai không? Lâm Thanh Diện chỉ vào Quách Nguyên rồi hỏi. Lý Tam Thốn nhìn qua, anh lắc đầu trả lời, không biết. Nhưng người ngồi bên cạnh người đó là gia chủ nhà họ Kim Kim Trung Hải. Lâm Thanh Diện gật đầu, anh không nghĩ nhiều nữa, đối với anh, thân phận của Quách Nguyên không quan trọng, lần này anh đến đây với nhiệm vụ ngăn chặn cao thủ nội kình nhà họ Kim ra tay với Lý Tam Thốn, ngoài ra những chuyện khác anh không quan tâm. Hai người rất nhanh đã đi đến trước đấu trường. "Đồ phế vật Lý Tam Thốn có ở đây không? Rốt cuộc mày có gan lên đây đấu với tao một trận không?" nếu không thì nhân cơ hội này sớm ra mặt dập đầu xin lỗi em gái tao đi, đừng có làm lãng phí thời gian của mọi người. Kim Diệu đợi lâu có chút sốt ruột, hắn hướng xuống mọi người dưới đấu trường hét lên một câu. Lý Tam Thốn nghe xong, lạnh lùng ngư một tiếng, anh quay sang nói gì đó với Lâm Thanh Diệt, sau đó nhanh như chớp lao lên trên đấu trường. Chỉ trong chớp mắt, Lý Tam Thốn đã đứng đối diện Kim Diệu. Ông nội mày đến rồi đây. Kim Diệu xem xét Lý Tam Thốn một lượt, trên khuôn mặt xuất hiện một nụ cười lạnh hắn nói hai năm không gặp mày vẫn là thằng bụi đời nhà quê nghe nói tối qua mày còn ở trong ba kêu người ta chửi em gái tao tao thấy mày thực sự chán sống rồi đấy nếu hôm nay mày đã dám bước lên đấu trường này thì tao tuyệt đối sẽ không để mày sống sót trở về đâu lý tam thốn bĩu môi đáp lại đừng nói năng tự mãn như thế không chừng hôm nay người không về được là mày đấy kim lam chi thấy lý tam thốn xuất hiện trên đấu trường thì lập tức hét lên anh anh đánh tên đó thừa sống thiếu chết đi rồi để cho em em phải hành hạ hắn một trận kim diệu làm ký hiệu ok với kim lam chi thằng nhóc hai năm qua thực lực của tao nhờ luyện tập siêng nên đã mạnh lên rất nhiều hôm nay bác quách đang ngồi xem dưới khán đài tao sẽ cho mày làm bao cắt để thể hiện cho bác quách thấy kim diệu vào thế bắt đầu hình ý quyền ngay trước mặt lý tam thốn trên khuôn mặt lý tam thốn lộ ra một nụ cười hiểm ác anh lầm bầm mày chỉ là chăm chỉ thôi mà hai năm nay, thực lực của tao tiến bộ ngang với tốc độ tên lửa đấy, mày sẽ được thấy sự lợi hại của đệ tử yêu quý thứ hai của sư phụ tao ngay thôi. Cuộc tranh đấu giữa hai người, chỉ trong chớp mắt đã bùng nổi. Động tác của hình ý quyền gọn gàng chặt chẽ, giống như mọi bộ phận trên cơ thể đều có thể trở thành một thứ vũ khí tấn công, tất cả phối hợp lại tạo nên sức công phá cực lớn, trong chiến đấu, nó sẽ tạo nên hiệu quả vô cùng chấn động. Kim Diệu thay đổi chiêu thức, tấn công vào mọi điểm chí mạng của Lý Tam Thốn, Động tác trông cũng có vẻ đẹp đẽ, mọi người đứng dưới đấu trường xem Kim Diệu đánh giống như đang xem một bộ phim võ thuật vậy, không lâu sau đã bắt đầu có người vỗ tay tán thưởng. Khi mới bắt đầu, Lý Tam Thốn chọn phòng thủ, sư phụ đã từng dạy anh, lực tấn công của Hình Ý Quyền tuy mạnh, nhưng lại có điểm yếu là không thể tạo nên các chiêu liên tiếp cả công cả thủ, khi đối thủ dùng hết chiêu tấn công thì rất dễ xuất hiện sơ hở. Mới đầu anh chọn phòng thủ, để đợi Kim Diệu để lộ sơ hở. Người dưới khán đài chỉ muốn hóng chuyện, chứ không hiểu môn đạo, thấy Lý Tam Thốn liên tục phòng thủ thì cho rằng anh đấu không lại Kim Diệu, nên càng thấy coi thường anh. Còn Quách Nguyên lại chăm chú theo dõi chiêu thức của Lý Tam Thốn, đôi mắt bắt đầu nheo lại. Kim Trung Hải chưa nhìn thấu ý định của Lý Tam Thốn, chỉ cho rằng con trai mình lợi hại, ông ta còn cười nói với Quách Nguyên, "Quách sư huynh, nền tảng của con trai tôi được rèn luyện từ nhỏ, còn tên Lý Tam Thốn kia chẳng qua chỉ là một tên đầu đường xó chợ." căn bản không thể nào là đối thủ của con trai tôi. Quách Nguyên lắc đầu, nói tên nhóc kia không đơn giản như ông nghĩ đâu, cậu ta đã nhìn thấu được điểm yếu của hình ý quyền, đợi đến khi nào con trai ông để lộ sơ hở thì sẽ nhân cơ hội phản công. Kim Trung Hải cao mày, không ngờ Quách Nguyên lại thấy được Lý Tam Thốn đang cố ý phòng thủ, ông ta không nghĩ rằng con trai mình sẽ thua một kẻ quê mùa, muốn đợi đến lúc Kim Diệu thắng rồi thì sẽ biết ai đúng ai sai thôi. Rất nhanh sau đó, Kim Diệu đã tung hết chiêu thức ra, giữa các chiêu thức đã xuất hiện sơ hở rất rõ ràng, Lý Tam Thốn liền nắm lấy thời cơ, nhân cơ hội này phản công lại, tung ra thực lực mạnh mẽ nhất của mình, dùng đủ chiêu thức tấn công vào điểm sơ hở của Kim Diệu, ép hắn phải liên tục lùi lại phía sau, không có được bất cứ cơ hội phản công nào. Khán giả bên dưới thấy cục diện trận đấu đã thay đổi, lập tức trợn tròn mắt, cảm thấy thật không thể tin nổi. Mặt mũi Kim Trung Hải cũng tối sầm lại, một tay bám chặt lấy tay ghế không ngờ mọi việc lại xảy ra đúng như những lời quét nguyên nói, con trai ông ta đã bị lý tam thốn bắt lấy sơ hở rồi. kim diệu vốn dĩ cho rằng có thể dùng vài chiêu thức mê hoặc để che đi điểm sơ hở nhỏ xíu của mình, ai ngờ lại bị lý tam thốn nhìn thấu ngay lập tức. quả đúng là quân binh một khi bị đánh bại thì chẳng khác gì cả ngọn núi sụp đổ. sau khi kim diệu để lộ sơ hở, hắn không thể nào chống lại sự tấn công của lý tam thốn được nữa, ngay cả thời gian để hít thở cũng bị lý tam thốn nắm mũi dắt đi. Cuối cùng, Kim Diệu không chống lại được một cú đấm mạnh của Lý Tam Thốn, liền hạ mông xuống mặt đất. Lý Tam Thốn nắm bắt cơ hội, đè Kim Diệu xuống mặt đất, sau đó đánh mạnh vào mông hắn trước mặt tất cả mọi người ở đó. Hôm nay tao phải thay bố mày dạy cho mày một bài học, này thì ra vẻ này, đáng bị đánh lắm. Nói xong, Lý Tam Thốn lại đánh vào mông Kim Diệu. Mọi người dưới khán đài ngay lập tức cười rộ lên. Kim Trung Hải thấy thế thì tức đến mức đứng bật dậy, mặt mũi ông ta tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi hét lên, cậu dám làm nhục con trai tôi trước mặt mọi người, cậu tưởng người nhà họ Kim chúng tôi dễ bị bắt nạt thế hả? Nói xong, Kim Trung Hải phi như bay lên đấu trường, muốn ra tay với Lý Tam Thốn. Lý Tam Thốn mặt mày biến sắc, vội vã chạy xuống khỏi đấu trường. Nhưng anh vẫn không thể nào trốn thoát khỏi sự truy sát của một cao thủ nội kinh, chỉ nhìn thấy bàn tay của Kim Trung Hải sắp sửa đập vào lưng Lý Tam Thốn. Sư Huynh, cứu em với! Lý Tam thốn hét lên. Đúng lúc đó, một bóng người xuất hiện ngay trước mặt Kim Trung Hải, một đấm tung ra đã ngăn được Kim Trung Hải lại. Con trai ông năng lực không bằng người ta, thua rồi thì phải chịu bị đánh thôi, đây là đạo lý hiển nhiên, ông thân là chủ một nhà, mà lại chịu đánh cực mà không nhận thua, như thế có phải vô liêm sỉ quá không? Ánh mắt lâm thanh diện bình lặng như nước, đặt lên người Kim Trung Hải đang khí thế hừng hực. Chương 683, chỉ đến thế thôi. Kim Trung Hải nhơ mắt, một đấm vừa rồi của Lâm Thanh Diện có uy lực không tầm thường, trực tiếp ép ông ta phải ngừng lại, chỉ cần nhìn từ một điểm này là có thể thấy thực lực của Lâm Thanh Diện là không thể xem thường được. Nhưng ông ta thấy Lâm Thanh Diện trẻ như thế, nên không hề nghĩ đến khả năng Lâm Thanh Diện có thể là một cao thủ nội kinh. Thằng nhóc, đừng có lo chuyện thiên hạ, không thì cuối cùng kẻ xui xẻo sẽ là cậu đấy. Kim Trung Hải lạnh lùng nói một câu. Tôi là sư huynh của Lý Tam Thốn, ông có thể tùy tiện nhúng tay vào chuyện trên đấu trường thì sao tôi lại không thể. Chẳng nhẽ tôi phải dương mắt lên nhìn sư đệ của tôi bị ông bắt nạt sao? Lâm Thanh Diện trề môi. Thì ra là sư huynh của tên nhóc này, thảo nào trên người cậu cũng có khí chất quê mùa như thế, đừng tưởng cậu lớn hơn tên nhóc này vài tuổi thì có thể ra mặt thay cậu ta, chẳng nhẽ cậu tưởng cậu là đối thủ của tôi à? Kim Trung Hải lên tiếng. Có phải hay không, đánh là biết thôi. Lâm Thanh Diện khua khua nắm đấm. Kim Trung Hải hừ một tiếng, ông ta đáp lại, cậu đã muốn tự mình tìm đến cái chết, vậy thì đừng trách tôi đây không khách khí. Các khán giả thấy Lâm Thanh Diện muốn động thủ với Kim Trung Hải thì thấy có chút khinh thường, nhà họ Kim là thế gia võ thuật, mọi người đều biết rõ, Kim Trung Hải cũng là một cao thủ có tiếng của thế hệ gần đây, với tuổi tác của Lâm Thanh Diện còn không đủ trình để thách đấu với tuổi tác của Kim Trung Hải. Nếu thách đấu Kim Diệu, có lẽ anh ta còn có cơ hội thắng nhưng thách đấu kim gia chủ thì không phải rõ ràng là tự tìm đường chết sao kim trung hải không hề khách khí xông thẳng về phía lâm thanh diện tung ra một đấm vào ngực lâm thanh diện ra tay dễ dàng cản được cú đấm của kim trung hải sau đó tung ra một đấm vào phía trước đạp thẳng vào ngực kim trung hải kim trung hải mặt mày biến sức cả người lui về sau nhanh như bay dùng sức lực của toàn thân mới có thể cản được đòn này của lâm thanh diện cậu cậu là cao thủ nội kinh Kim Trung Hải đầy kinh hải hỏi Lâm Thanh Diện. Sao, có vấn đề gì à? Lâm Thanh Diện thờ ơ trả lời. Kim Trung Hải lập tức nhổ một bãi nước bột, mặc dù biết muốn luyện thành nội kinh, tuy là khó khăn, nhưng chỉ cần có chút tài năng, lại thêm cả nỗ lực cố gắng thì thường vẫn không thể luyện thành được. Nhưng một cao thủ nội kinh trẻ như Lâm Thanh Diện, ông ta chưa từng gặp bao giờ. Với trình độ như thế này, có lẽ chỉ có đệ tử ưu tú nhất của môn hình ý quyền mới có thể đạt được, Điều này thực sự hiếm có như lông phượng sừng lân. Kim Trung Hải nghiến răng, sau đó dùng nội kình toàn thân, một lần nữa xông vào Lâm Thanh Diện. Cho dù Lâm Thanh Diện là cao thủ nội kình thì đã sao, dù gì ông ta cũng sống lâu hơn Lâm Thanh Diện bao nhiêu năm như thế, nếu lại sợ hãi trước một hậu bối thì cái danh gia chủ họ Kim này ông ta cũng không cần làm nữa. Lâm Thanh Diện nhẹ nhàng đánh cho Kim Trung Hải ngã xuống mặt đất, với một cao thủ chỉ vừa mới đạt đến ngưỡng cửa nội kình như thế này, khi ở trước Lâm Thanh Diện thường không thể chịu nổi một đòn. "Ông yếu quá, không phải đối thủ của tôi." Lâm Thanh Diện lên tiếng. "Cậu xem thường ai thế hả? Vừa nãy chỉ là sai sót mà thôi, đợi tôi đứng dậy đánh tiếp với cậu." Kim Trung Hải muốn đứng dậy, nhưng khi ông ta dùng lực mới phát hiện ra mình không thể nào đứng lên được. Tất cả mọi người đều kinh ngạc theo dõi cảnh tượng này, gia chủ nhà họ Kim lại bị Lâm Thanh Diện ra hai chiêu đã ngã xuống đất, điều này thực sự khác hẳn với tưởng tượng của họ lâm thanh diện nhìn chằm chằm kim trung hải ở dưới đất không đứng dậy được anh nói tôi bảo rồi mà ông không phải là đối thủ của tôi ông ta không phải đối thủ của cậu vậy để tôi được lĩnh giáo sức mạnh của cậu nhé chính lúc ấy một giọng nói vang lên sau lưng lâm thanh diện không biết từ lúc nào mà quách nguyên đã xuất hiện trên đấu trường rồi khóe miệng lâm thanh diện cong lên thành một nụ cười vui vẻ anh giải quyết kim trung hải trong vòng hai chiêu là vì muốn dụ quách nguyên ra tay lâm thanh diện có thể cảm nhận được quách nguyên chắc hẳn là một cao thủ có thực lực mạnh mẽ anh khó khăn lắm mới đến huyện kim môn một chuyến sao có thể chỉ đánh một trận với một kẻ chỉ mới đạt trình độ nội kình xong là đi được anh quay người nhìn quách nguyên đứng sau lưng mình cất tiếng hỏi ông là ai đệ tử môn phái hình ý quyền quách nguyên quách nguyên nói ra lai lịch của mình lâm thanh diện nhướng mày không ngờ người này lại là đệ tử hình ý quyền thảo nào vừa nãy kim trung hải lại cung kính với ông ta như thế xem ra hôm nay anh đã đến đúng chỗ rồi nghe có vẻ rất lợi hại đấy nhỉ mà không biết đánh thì như thế nào lâm thanh diện cười nói đánh thì biết thôi quách nguyên lạnh lạnh lùng hắng giọng trực tiếp xông lên ra tay với lâm thanh diện một cơn mưa quyền rơi xuống khí thế mạnh mẽ trong nháy mắt đã bao trùm lên lâm thanh diện lâm thanh diện không dám do dự anh cẩn thận theo dõi từng chiêu thức của quách nguyên vận nội kình để chống lại sự tấn công của ông ta Người đứng bên dưới xem hai người họ đấu với nhau, lại ồ lên kinh ngạc, trận đấu giữa Lâm Thanh Diện và Quách Nguyên không biết đã được nâng lên bao nhiêu cấp độ so với vừa nãy, khiến người xem cảm thấy vô cùng hồi hộp kịch tích. Ôi mẹ ơi, đây là đang quay phim à, sao lại có nhiều người giỏi thế? Kim Trung Hải mắt chữ A mồm chữ O nhìn Lâm Thanh Diện, ông ta thực không ngờ một người nhìn qua không quá 24, 25 tuổi lại có thể đấu với Quách Nguyên như vậy. Kim Diệu và Kim Lam Chi lúc này cũng im lặng bọn họ mang biểu cảm phức tạp nhìn theo Lâm Thanh Diện, bọn họ vốn dĩ cho rằng Lâm Thanh Diện chỉ là một tên nhà quê, nhưng bây giờ xem ra, anh ta mới là người giấu kỹ không để lộ bản chất của mình. Lý Tam Thốn thì lại mặt mày đắc ý, tự hào vì mình có một người sư huynh lợi hại như vậy. Thực lực của mục tu sư huynh là nội kình cấp thấp, mà Lâm Thanh Diện sư huynh lại có thể dễ dàng đánh bại được anh ấy. Vậy thực lực của Lâm Thanh Diện Sư Huynh Át Hẳn đã đạt đến trình độ nội kinh cấp cao rồi tên quách nguyên này chắc hẳn chỉ ngang bằng với mục tu sư huynh, xem ra không cần phải lo lắng cho lâm thanh diện sư huynh rồi. Lý Tam Thốn lẩm bẩm một mình. Nội kinh, được phân thành ba giai đoạn cấp thấp, cấp cao, hoàn mỹ, nội kinh cấp thấp, là đã nắm được tinh túy của nội kinh, là một bước nhảy vọt về chất của sức mạnh, nội kinh cấp cao, là đã có thể vận dụng được tinh túy của nội kinh, phát huy được uy lực vô đối. Còn về nội kinh hoàn mỹ, chính là trình độ khó đạt được nhất của nội kinh, đạt được nội kinh hoàn mỹ có thể coi là bậc thầy. Trong cả trăm cao thủ nội kinh cấp cao thì chưa chắc đã có thể có được một cao thủ nội kinh hoàn mỹ, đây cũng chính là lý do tại sao có rất ít bậc thầy. Người bình thường muốn tu thành nội kinh đã là chuyện cực kỳ khó, coi như là trong trăm dặm mới chọn ra được một nhân tài, mà cho dù đã chạm đến ngưỡng cửa nội kinh thì muốn đạt được nội kinh cấp thấp vẫn là một cửa ải khó nhằn. Nếu tư chất tốt thì 5 đến 10 năm là có thể đạt đến, tư chất không tốt thì có khả năng cả đời cũng chỉ dừng lại ở ngưỡng cửa mà thôi. Mà cao thủ nội kinh cấp cao thì lại là trong số rất nhiều các cao thủ nội kinh cấp thấp mới có được một người, thường là có sẵn tư chất rồi mà muốn đạt được thì cũng nhất cũng cần thời gian 10 năm. Vậy nên tuổi tác của những cao thủ này không không hề nhỏ. Đương nhiên, trên thế giới này không hề thiếu nhân tài hay người tài giỏi nổi bật có thể rút ngắn khoảng thời gian này có người chỉ trong 5 năm đã có thể từ nhập môn đạt đến cao cấp. Những người này đã coi là nhân tài long phượng cực kỳ hiếm có. Mà như Lâm Thanh Diện, từ khi tiếp xúc với nội kinh, đến khi đạt đến trình độ nội kinh cấp cao, chỉ cần vỏn vẹn nửa năm, như lời sư phụ nói, là trong lịch sử chưa từng nghe nói qua. Lâm Thanh Diện cũng không hiểu tại sao bản thân lại có thể nắm được nội kinh nhanh đến thế, có lẽ anh thực sự là thiên tài dị biệt, hoặc có thể là do anh may mắn tìm được bí quyết, nhưng điều này không quan trọng quan trọng là lâm thanh diện có cơ hội hơn nữa lại có khả năng lớn có thể đứng lên vị trí bậc thầy khi quách nguyên và lâm thanh diện bắt đầu giao đấu ông ta còn có thể đánh ngang bằng với lâm thanh diện nhưng càng về sau quách nguyên phát hiện mình dần dần không đối phó được với lâm thanh diện dần dần trở nên lép vế mà lâm thanh diện vẫn cứ đối phó với ông ta một cách điêu luyện dường như anh rất bình tĩnh luôn hóa giải được mọi chiêu thức của ông ta Giống như anh đang coi ông ta là một đối tượng luyện tập mà thôi. Trong lòng Quách Nguyên biết rõ, hôm nay ông ta tuyệt đối không thể thua Lâm Thanh Diệt, nếu không ông ta sẽ làm mất toàn bộ thể diện của Hình Ý Quyền. Nhưng năng lực khiến ông ta không thể nào bảo vệ được tôn nghiêm của Hình Ý Quyền, cuối cùng, sau một cú đấm mạnh mẽ của Lâm Thanh Diệt, Quách Nguyên đã ngã xuống đất. Lâm Thanh Diệt nhìn Quách Nguyên ngã trên mặt đất, anh cười nói, Hình Ý Quyền cũng chỉ đến thế mà thôi. Nói xong, anh quay người đi xuống khỏi đấu trường. Quách Nguyên mặt đầy phẫn nộ, ông ta không ngờ một tên nhóc mới hơn 20 tuổi mà lại dám khinh thường hình ý quyền của bọn họ, điều này đối với ông ta là một sự sỉ nhục chí mạng. Hai mắt ông ta đỏ ngầu, ông ta sốt ruột muốn xử lý tên nhóc điên cuồng này, ánh mắt của ông ta phát ra sát khí, sau đó ông ta lấy từ trong tay áo ra một ống tre, rồi thổi vào Lưng Lâm Thanh Diện. Phút một tiếng, một mũi tên bay thẳng về phía Lưng Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện cảm giác được nguy hiểm, thông qua âm thanh, anh nhanh chóng xoay người, bắt lấy mũi tên, sau đó dùng lực ném nó ngược trở lại. Quách Nguyên không ngờ Lâm Thanh Diện lại phản ứng nhanh đến thế, mũi tên trực tiếp xuyên qua cổ ông ta, ông ta trợn tròn mắt, trong cổ họng phát ra tiếng ỏng ọc ỏng ọc. Một lúc sau, Quách Nguyên mặt cắt không còn một giọt máu, sau đó cơ thể mềm nhũn ra, đổ xuống sàn đấu trường. chương 684, chết là đáng đời. Dưới đài đấu võ lập tức hỗn loạn, không ít người còn hét ầm lên, không có ai ngờ được, chỉ trong tích tắc mà Quách Nguyên đã chết rồi. Lâm Thanh Diện xoay người nhìn Quách Nguyên đang nằm dưới đất, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng, anh không ngờ rằng người này lại đê tiện đến thế, không đủ thực lực, vậy mà lại còn dùng ám khí để đánh lén người khác, nếu không phải thực lực của anh mạnh hơn Quách Nguyên rất nhiều lần, mũi tên vừa mới bay ra lúc nãy chỉ sợ sẽ lấy mạng của anh lý tam thốn nhìn cảnh thấy vô cùng đáng sợ nhưng cũng may không có nguy hiểm này cũng lo lắng thay cho lâm thanh diệt sau đó nhanh chân chạy đến cạnh lâm thanh diệt sư huynh lúc nãy anh quá đẹp trai luôn nếu đổi lại là em chỉ sợ là chết rồi cũng không biết bản thân vì sao lại chết lý tam thốn cười nói kim trung hải kinh ngạc nhìn quét nguyên té ngã dưới đất trong mắt đầy vẻ kinh hãi vị sư huynh nội môn ông cảm thấy có thực lực vô cùng mạnh mẽ không ngờ cứ vậy mà chết đi ông cắn răng bò từ dưới đất lên đi đến trước mặt quách nguyên nhìn thi thể không còn chút sự sống nào chán đổ đầy mồ hôi lạnh cậu cậu lại dám giết chết quách sư huynh cậu có biết anh ta có thân phận gì không anh ta chính là đệ tử nội môn của hình ý quyền cậu giết chết anh ta cao thủ nội môn sẽ không bỏ qua cho cậu kim trung hải nói với lâm thanh diện lâm thanh diện nhìn chằm chằm ông ta lạnh lùng nói vậy ý của ông là lúc nãy tôi nên đứng yên ở đó không được nhúc nhích để anh ta dùng ám khí giết chết tôi sao?" Kim Trung Hải lập tức bị câu hỏi của Lâm Thanh Diện làm nghẹn họng nói không nên lời, dựa vào tình hình lúc nãy mà nói, Lâm Thanh Diện không sai, là Quách Nguyên không có tài năng bằng người ta, lại tính dùng ám khí đánh lén người khác, kết quả bị Lâm Thanh Diện giết ngược lại, hoàn toàn không thể trách người ta được. Nhưng Quách Nguyên chỉ đến đây để làm khách, kết quả lại chết nơi đất khách, nếu người hình ý quyền tìm đến, ông chắc chắn cũng không thể thoát khỏi liên quan cho dù nói thế nào thì sư huynh quách cũng chết trong tay cậu cậu nhất định phải đi nội môn hình ý quyền cho bọn họ một câu trả lời kim trung hải nói trên đài đấu võ không thể tránh khỏi việc chết chóc nếu đã dám đứng ở trên này thì phải chuẩn bị tinh thần từ trước tình hình lúc nãy đến cùng là như thế nào bên dưới đài còn có rất nhiều người nhìn thấy nếu lúc nãy người chết là tôi ông còn truy cứu mọi chuyện thế này sao con của ông thua sư đệ của tôi ông tức giận ra tay với bậc con cháu bây giờ sư huynh của ông chết trong tay tôi, ông lại bắt tôi phải đưa ra một câu trả lời công bằng, sao nào, hình ý quyền các người đều là dạng người không dám thua sao. Lâm Thanh Diện nói, Kim Trung Hải bị Lâm Thanh Diện mắng đỏ bừng mặt, nhưng mà vẫn không muốn dễ dàng buông tha Lâm Thanh Diện, đúng là trên đài đấu võ sẽ có chết chóc không sai, nhưng lúc nãy rõ ràng cậu có thể nương tay, nhưng mà lại cứ muốn giết chết sư huynh của tôi. Cậu rõ ràng là cố ý, cho nên tôi có lý do truy cứu trách nhiệm của cậu, lâm thanh diện khinh thường không ngờ tên này lại còn ngang ngược quậy phá mặt cũng xa sầm xuống sư huynh của ông vi phạm võ đức dùng ám khí đánh lén người khác đây vốn là chuyện chẳng tốt lành gì ngoài ra tôi là người có thù nhất định sẽ báo nếu ông ta đã muốn giết tôi vậy bây giờ ông ta chết cũng là đáng đời nếu ông còn muốn tiếp tục tranh cãi chuyện này với tôi tôi cũng không ngại cho cả nhà họ kim các người đi chôn cùng với vị sư huynh của ông đâu nói xong Lâm Thanh Diện liếc mắt nhìn Lý Tam Thốn, ra hiệu bảo cậu ta đuổi theo, sau đó hai người nhảy xuống đài đấu võ, mọi người lập tức tản ra một con đường để hai người bọn họ đi qua, bây giờ không ai dám cản hai người bọn họ. Kim Trung Hải thấy Lâm Thanh Diện và Lý Tam Thốn cứ vậy mà bỏ đi, trong lòng rất tức giận, nhưng nhớ đến thực lực kinh khủng của Lâm Thanh Diện thì lại không thể làm gì hơn, cuối cùng chỉ đành thở dài bất đắc dĩ, chờ mắt nhìn hai người dần đi xa. Kim Diệu và Kim Lam Chi chạy đến trước mặt Kim Trung Hải. Kim Lam Chi nói, ba, không lẽ cứ thả bọn họ đi như vậy sao? Hôm nay bọn họ làm con mất mặt ở quán ba đến như vậy. Hôm nay lại còn đánh bại anh hai. Bây giờ sư bác quách còn chết trong tay bọn họ. Sao ba có thể dễ dàng buông tha bọn họ như vậy chứ? Kim Trung Hải nhìn chằm chằm Kim Lam Chi, trong lòng cũng có chút tức giận. Dù sao nếu không phải do cô gây chuyện thì Quách Nguyên sao lại chết ở đây được chứ? Không thả bọn họ đi thì phải làm sao, con cũng đã nói, đến cả sư bá Quách cũng chết trong tay bọn họ, chúng ta có thể làm gì? Không lẽ con muốn ba cũng chết trong tay bọn họ hay sao? Kim Trung Hải nói vẻ hơi giận. Kim Lam Chi lập tức sụ mặt, cô ta dám kiêu ngạo ở huyện Kim Môn như thế này là dựa vào ba, bây giờ đến cả ba cũng không có cách nào, sao cô ta dám tùy ý làm bậy nữa chứ? Người này còn trẻ mà đã có được thực lực như thế, bối cảnh chắc chắn cũng không bình thường, sau này hai đứa nhớ kỹ cho ba. Tuyệt đối không được tùy ý trêu chọc người khác nữa, nếu chuyện này còn xảy ra lần nữa, ba chắc chắn sẽ đánh gãy chân hai đứa." Kim Trung Hải lạnh lùng nói. Kim Lam Chi và Kim Diệu tuy có hơi khó chịu trong lòng, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể gật đầu. Nhà cũ nhà họ Lâm. Lúc Lâm Thanh Diện và Lý Tam Thốn quay về, thấy Hùng Võ đang quỳ gối trước cửa mục tu, trước người anh còn đặt một tấm thẻ ngân hàng, Lâm Thanh Diện nhìn mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh quỳ ở đây làm gì? lâm thanh diện hỏi hùng võ thấy lâm thanh diện lập tức mặt mày đau khổ nói gia chủ bảo tôi bái mục đại sư làm sư phụ còn nói nếu mục tu đại sư không đồng ý thì tôi cứ quỳ mãi ở đây tới chừng nào mục đại sư đồng ý thì thôi lâm thanh diện dở khóc dở cười sau đó lại đảo mắt nói tôi đi năn nỉ giúp anh sau đó lâm thanh diện bước vào phòng mục tu mục tu thấy lâm thanh diện và lý tam thốn quay về cũng có chút vui vẻ lập tức bước ra đón sau đó lâm thanh diện lập tức nhắc đến chuyện để mục tu thu hùng võ làm đệ tử. anh nói giúp hùng võ cũng không phải vì thấy hùng võ tội nghiệp mà vì nghĩ nếu mục tu thu hùng võ làm đệ tử vậy thì anh có thể bảo ba người lý phủ đồ đến đây học ké. dựa theo tư chất của ba người lý phủ đồ chắc chắn có thể nói là vô cùng ít ỏi. nếu bọn họ luyện được nội kinh thực lực chắc chắn sẽ có bước nhảy vọt về chất như vậy thì cho dù là đối với nhà họ lâm hay là quan lĩnh thì đều có lợi ích không nhỏ. Lúc đầu Mục Tu vẫn muốn từ chối, nhưng mà sau khi nghe Lâm Thanh Diễn thuyết phục xong, anh ta lại có chút dao động, sư phụ cũng không có quy định không được phép truyền nội kình ra ngoài, ngược lại, sư phụ lại càng hy vọng đệ tử của ông có thể truyền bá phương pháp nội kình đi ra ngoài, trong mắt Lâm Thanh Diễn, sư phụ đang muốn chống lại sự lũng đoạn của các gia tộc cổ võ. Hơn nữa ngoại trừ việc ở lại nhà họ Lâm bảo vệ hai mẹ con hứa Bích Hoài ra thì Mục Tu cũng không có chuyện gì khác, rảnh rỗi đi dạy dỗ đệ tử cũng là một lựa chọn không tệ. Vì thế, cuối cùng Mục Tu đồng ý thu Hùng Võ làm đệ tử, Hùng Võ vô cùng vui mừng, cũng vô cùng biết ơn Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện cũng không khách sáo với anh ta, đưa ra yêu cầu anh ta đóng tiền học phí, ba người lý phủ đồ đến học kẽ. Hùng Võ nghĩ dù sao cũng không phải anh ta tự bỏ tiền túi đóng học phí, có người đến học kẽ hay không cũng không sao cả. Cứ như thế, lớp học nội kinh của Mục Tu chính thức được mở, học viên chỉ có một mình Hùng Võ, mà ba người lý phủ đồ có thể xem như học sinh dự thính. Trong phòng riêng của Lâm Thanh Diện. Dựa theo phương pháp thổ nạp do sư phụ dạy, vận chuyển 7749 lần xong, Lâm Thanh Diện từ từ mở mắt ra, phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt cũng trở nên sáng ngời hơn nhiều. Anh nhấc tay, cảm nhận lực lượng mạnh mẽ mênh mông trong cơ thể anh, trong lòng vô cùng kinh ngạc cảm thán đối với phương pháp nội kinh do tổ tiên truyền lại. Dựa theo cấp bậc phân chia nội kinh, bây giờ chắc mình cũng đã xem như nội kình đại thành nhưng mà bản thân mình lại là ngoại công đỉnh phong tu luyện nội kinh, thân thể khác xa với người thường, thực lực phát huy ra chắc cũng phải mạnh hơn những cao thủ nội kinh đại thành bình thường. Dựa theo phỏng đoán của Lâm Thanh Diện, dưới cảnh giới tông sư, chỉ cần không phải có người có thiên phú bẩm sinh như anh, chắc là không còn ai có thể là đối thủ của anh nữa. Cũng không biết thực lực của mình tăng nhanh thế này là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa, cứ có cảm giác tốc độ bây giờ quá nhanh, người bình thường nếu muốn đạt đến nội kinh đại thành cũng phải tốn cả đời bây giờ mình chỉ tốn khoảng nửa năm, thật sự quá kinh khủng. Nhớ lại thực lực của bản thân, Lâm Thanh Diện không khỏi cảm thán thầm trong lòng. Nhưng mà ánh mắt của anh lại nhanh chóng trở nên kiên định, không có người nào sẽ ngại thực lực bản thân quá mạnh, đặc biệt là loại người chưa báo thù xong như Lâm Thanh Diện. Bây giờ nặc nặc cũng sắp đầy tháng rồi, mình cũng đã có đủ thực lực, xem ra đã đến lúc đến nước em mờ, tìm công tôn thắng kết thúc ân oán. Chương 685, người nước ngoài sợ ngây người phòng chính nhà cũ nhà họ Lâm. Bây giờ tất cả ban quản lý nhà họ Lâm, ông Độ, Hướng Vấn Thiên, Trần Tài Anh, Lý Huỳnh Thái, Trung Thiên Nguyên, Trung Linh Nhi, Mục Tu, Lý Tam Thốn, Tô Thành Hải, Hùng Võ và ba người Lý Phủ Đồ đều có mặt ở đây. Trong lòng hứa Bích Hoài đang ôm Lâm Nhất Nặc, đứng ở hàng đầu tiên, hứa Quốc Hoa và Tôn Tuệ Phương đang đứng bên cạnh cô canh chừng. Mọi người đều đang nhìn Lâm Thanh Diện, hôm nay là ngày Lâm Thanh Diện đi đến nước M. Lâm Thanh Diện cười nhìn mọi người, cười nói, đừng có nhìn chằm chằm tôi bằng ánh mắt thế này, giống như tôi sắp chết đến nơi vậy, tôi chỉ đến nước em mờ giải quyết chút phiền phức nhỏ, chờ giải quyết phiền phức xong rồi tôi sẽ quay về ngay. Lâm Thanh Diện nói ra câu này làm mọi người đều bật cười, bầu không khí có chút nặng nề cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Hứa Bích Hoài vẫn mặt mày u oán nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện nói, lúc ở đảo Ánh Trăng Anh cũng nói như thế, nhưng mà lần đó sau khi anh đi rồi, để em đau khổ chờ anh suốt nửa năm anh mới chịu quay về, em không bao giờ tin anh nữa." Lâm Thanh Diện vô cùng áy náy nhìn Hứa Bích Hoài, bước qua đó khẽ vuốt ve gương mặt cô nói, "Lần trước chỉ là ngoài ý muốn, lần này anh hứa sẽ không để như vậy nữa." Hứa Bích Hoài vẫn vô cùng lưu luyến, cúi đầu nhìn thoáng qua Lâm nhất nặc trong lòng, nói, "Em không quan tâm có còn như thế nữa không, em chỉ muốn anh nhớ kỹ, bây giờ anh đã làm ba rồi." Con gái anh chỉ mới đầy tháng, em không muốn con em còn chưa kịp có trí nhớ đã không có ba. Lâm Thanh Diện nhìn Lâm Nhất Nặc, bé con đã mở to hai mắt, giữa hai hàng lông mày cũng có vài nét giống mẹ, chẳng qua bé con bây giờ vẫn chưa biết gì cả, cũng chưa biết bây giờ đang làm chuyện gì. Sao ba có thể là người không có trách nhiệm được chứ? Đúng không Nặc Nặc, ba hứa với con, chờ giải quyết xong mọi việc sẽ quay về bằng tốc độ nhanh nhất, nếu không mẹ của con sẽ biến thành cọp cái ăn thịt ba mất. Lâm Thanh Diện duỗi tay xoa xoa gương mặt Lâm Nhất Nặc. Hứa Bích Hoài trừng mắt nhìn anh, mặt đầy u oán, sau đó mới nói, nếu đến lúc nặc nặc 100 ngày mà anh còn không có mặt, cho dù có biến thành cọp cái thì em cũng sẽ đi bắt anh lại, cắt thành tám khúc. Lâm Thanh Diện cười nói, anh nhất định sẽ về thật sớm. Nhớ cẩn thận, Hứa Bích Hoài còn đang định oán trách Lâm Thanh Diện thêm vài câu, nhưng mà cuối cùng chỉ nói ra ba chữ mà trong lòng cô muốn nói. Lâm Thanh Diện trịnh trọng gật đầu, sau đó những người trong sân cũng lần lượt chào tạm biệt Lâm Thanh Diện. Mọi người yên tâm đi, dựa vào thực lực của sư huynh Lâm Thanh Diện, đến nước em mơ, không quậy nước em mơ long trời lở đất đã rất tốt rồi, người khác không thể nào giết anh ấy được. Lý Tam Thốn nói, lúc này Trung Linh Nhi cũng đã đến trước mặt Lâm Thanh Diện, chừng mắt nhìn anh nói, anh nhất định phải quay về, em còn chờ đứa cháu thứ hai của anh và chị dâu nữa, đứa cháu thứ hai nhất định phải là con trai. Lâm Thanh Diện dở khóc dở cười, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, vẻ mặt mọi người xung quanh đều rất kỳ lạ, trong mắt bọn họ, hình như Trung Linh Nhi cực kỳ thích Lâm Thanh Diện sinh con, cũng không biết là vì sao. Cuối cùng, mọi người đều tạm biệt xong, Lâm Thanh Diện lại đi đến trước mặt hứa Bích Hoài, nhẹ nhàng hôn lên chán hai mẹ con nói, chờ anh quay về. Sau đó lập tức xoay người bước ra khỏi nhà cũng nhà họ Lâm. Hứa Bích Hoài nhìn chầm chầm bóng dáng của Lâm Thanh Diện, nước mắt cuối cùng cũng không nhịn được nữa, rơi xuống. Tên Khốn Kiếp, anh nhất định phải bình an quay về đó. Sân bay Kinh Đô. Sau khi Lâm Thanh Diện xuống xe, lập tức bước vào trong, tìm được chuyến bay của anh rồi, ngồi xuống khu vực chờ bay. Bởi vì là chuyến bay quốc tế nên trong khu chờ có hơn một nửa đều là người nước ngoài, những người này phần lớn là từ nước hát về nước, rất hiếm nhìn thấy người nước hát, vì vậy Lâm Thanh Diện ở trong nhóm người này có vẻ rất nổi bật. Không bao lâu sau, có mấy thanh niên nước ngoài hơn 20 tuổi vác theo hành lý du lịch đi đến khu chờ, ngồi xuống cạnh Lâm Thanh Diện. Mấy người này đến nước hát để du lịch, vẫn luôn vui vẻ trò chuyện về những gì nhìn thấy nghe thấy được trong chuyến đi này. Lúc này, trong số họ có một người chú ý nhìn thấy Lâm Thanh Diện ngồi cạnh, người đó cười nói, nhìn kia, bên đó có một người nước hát. Lần này đến nước hát, điều tiếc nuối duy nhất là không được nhìn thấy công phu nước hát, không phải nói mỗi người dân nước hát đều là cao thủ công phu sao, Mấy cậu đi hỏi thử xem anh ta có biết công phu hay không." Có một người vui đùa. Lâm Thanh Diện đã học tiếng Anh từ nhỏ, tuy nói không đến mức có thể dùng tiếng Anh viết tiểu thuyết, nhưng giao lưu cơ bản vẫn không thành vấn đề, cho nên anh đều nghe hiểu những gì cậu thanh niên nước ngoài nói. Có một người thanh niên nước ngoài cảm thấy chán, thật sự đi đến trước mặt Lâm Thanh Diện, hỏi Lâm Thanh Diện có biết nói tiếng Anh không, Lâm Thanh Diện gật đầu. "Anh bạn, nghe nói người nước hát đều biết công phu." lần này chúng tôi đến đây cũng chưa được nhìn thấy nhìn anh chắc cũng không phải hạng người đơn giản chắc chắn biết công phu công phu của các anh không phải là nội công nội kình gì gì sao nghe nói là rất lợi hại anh có thể biểu diễn cho bọn tôi xem không thanh niên nước ngoài nói tuy rằng cách nói năng của người thanh niên nước ngoài này vẫn còn khá lễ phép nhưng mà lâm thanh diện cũng biết anh ta chỉ đang nói đùa với anh hoặc đơn giản là muốn nhìn thấy trò hề của anh đây là một cái ly gốm tôi mua được trong trung tâm thương mại có thể đưa cho anh biểu diễn, anh cũng không cần biểu diễn cái gì quá phức tạp, biểu diễn thử. Ừm, dùng ngón tay cho thủng cái ly, được không? Nói xong, mọi người đều cười ha ha, giống như có người vừa kể chuyện cười vậy. Trong lòng bọn họ, thật ra cũng không tin nước hát có công phu gì đó, mấy công phu đại sư kia nói không chừng còn không giỏi bằng mấy tuyển thủ đánh nhau tự do của bọn họ, bọn họ chỉ muốn chọc ghẹo lâm thanh diện, tìm chuyện vui mà thôi. Lâm Thanh Diện hơi mỉm cười, cảm nhận được thái độ của bọn họ, nhưng anh cũng không tức giận, mà vươn tay nhận lấy cái ly gốm kia. Làm hư có cần đền không? Lâm Thanh Diện hỏi. Không cần, nhưng mà điều kiên tiên quyết là anh không thể đập nó xuống đất. Anh em, đừng nói là anh cảm thấy anh có thể dùng ngón tay trọt lủng cái ly này đó nha. Cái ly này cứng lắm, gốm của nước hát các anh vẫn rất tốt. Người nọ cười nói. Lâm Thanh Diện không nói gì, nâng tay lên, vận chuyển nội kinh, ngón tay chọc thẳng lên trên cái ly sau đó mấy người thanh niên nước ngoài đều trợn to mắt lên nhìn, ánh mắt đầy hoảng sợ, bởi vì bên trên cái ly, cứ như vậy mà bị chọc ra một cái lỗ lớn bằng đầu ngón tay, mà ngón tay của Lâm Thanh Diện lại vẫn còn bình thường không chút sức mẻ. Ôi chúa ơi, tôi không có nằm mơ gió chứ, anh thật sự dùng ngón tay chọc thủng cái ly. Quá giỏi, đúng là quá giỏi, công phu nước hát, thiên hạ vô địch. Sư phụ, tôi có thể bái anh làm thầy không? Xin anh nhất định phải thu tôi làm đệ tử, không ngờ tôi lại thật sự gặp được một công phu đại sư. Thấy phản ứng của mấy thanh niên nước ngoài, Lâm Thanh Diện chỉ cười mà không nói gì. Mãi đến khi lên máy bay, mấy thanh niên nước ngoài vẫn còn rất khiếp sợ, bao vây xung quanh Lâm Thanh Diện không chịu tránh ra, mãi đến khi Lâm Thanh Diện vươn ngón tay ra, nói muốn trọt lên người bọn họ vài cái, mấy người này mới chịu thôi. Audio điện tử võ tấn bền chương 686, Giang Thu Nguyệt Nước M, Phố Người Hát Lâm Thanh Diện đi trên đường, nhìn kiến trúc và cửa hiệu quen thuộc ở xung quanh, trừ việc thỉnh thoảng nhìn thấy một số biển hiệu tiếng Anh và những người nước ngoài đi trên đường ra, Lâm Thanh Diện còn tưởng rằng anh đã lên nhầm chuyến bay. Theo thời đại phát triển, càng ngày càng có nhiều người nước hát đến nước M định cư, Phố Người Hát bây giờ không còn là một con phố, mà đã phát triển thành một khu vực riêng, ở chỗ này có thể nhìn thấy rất nhiều văn hóa nước hát. Lúc này màn đêm đã buông xuống. Đèn neon ven đường đã sáng lên, không khác biệt quá nhiều so với những con phố đêm trong nước. Lâm Thanh Diện dừng lại ở ngã tư đường, anh đã liên lạc với người phụ trách quan lĩnh ở nước M, người phụ trách kia đã hẹn sẽ gặp nhau ở nơi này. Trước khi đến nước M, Lâm Thanh Diện đã biết Lâm Trung Thiên đã tập trung toàn bộ lực lượng bên ngoài của quan lĩnh đến nước M, hơn nữa bây giờ toàn bộ lực lượng này đều nghe theo lệnh phân phối của Lâm Thanh Diện. Chỉ dựa theo lực lượng thương nghiệp quan lĩnh muốn tiêu diệt nhà họ công tôn cũng không phải chuyện gì khó, thứ lâm trung thiên luôn kiêng rẻ là tông sư đứng phía sau nhà họ công tôn, bây giờ lại thêm một cao thủ nội kình là công tôn thắng. Nội kình và ngoại kình của lâm thanh diện đã đạt đến đỉnh, tuy không biết thực lực tông sư rốt cuộc mạnh đến thế nào, nhưng mà anh vẫn có tự tin nhất định đối với thực lực của bản thân. Cho dù anh không đánh lại tông sư, muốn bỏ chạy cũng không phải vấn đề gì. Lâm Thanh Diện thông qua mạng lưới tình báo của quan lĩnh biết được sư phụ của Công Tôn Thắng đang tu hành ở nước ngoài, cho dù anh giết chết Công Tôn Thắng, tiêu diệt nhà họ Công Tôn, vị tông sư kia cũng không thể lập tức chạy trở về tìm Lâm Thanh Diện báo thù được. Hơn nữa theo Lâm Thanh Diện thấy, sư phụ không nên nhúng tay vào thù hận của đệ tử, đương nhiên nếu sư phụ của Công Tôn Thắng là loại người thích bao che, Lâm Thanh Diện cũng không có gì để nói cả. Ngay lúc anh đang tự hỏi Lâm Thanh Diện nghe thấy tiếng nổ động cơ rất lớn ở phía sau anh, anh quay đầu lại nhìn, nhìn thấy một chiếc mô tô Harley đã ngừng ngay sau lưng anh. Một người phụ nữ đội mũ bảo hiểm, mặc một chiếc áo khoác da màu đen, quần da màu đen gợi cảm bước xuống xe, đứng trước mặt Lâm Thanh Diện. Người phụ nữ đó duỗi tay tháo nón bảo hiểm trên đầu xuống, một mái tóc vàng kim rơi xuống. Lâm Thanh Diện nhìn rõ gương mặt cô, là một người phụ nữ xinh đẹp mũi cao mắt to. Giữa mi mắt mang theo nét xinh đẹp dịu dàng của người phụ nữ phương Đông. Người phụ nữ này nhìn qua có hơi lạnh lùng kiêu ngạo, cô nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện, hỏi anh là Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện gật đầu, người phụ nữ đó đặt nón bảo hiểm lên xe mô nói tôi là người phụ trách quan lĩnh ở nước M, có thể gọi tôi là Giang Thu Nguyệt, đi theo tôi. Nói xong, Giang Thu Nguyệt lập tức đi vào một quán cà phê ở bên cạnh, ngồi vào một vị trí giữa cửa sổ. Lâm Thanh Diện đi vào theo, nghĩ thầm người phụ trách ở nước em mờ đúng là quá lạnh nhạt kiêu ngạo, trong lúc nói chuyện đã toát ra cảm giác khinh thường tất cả mọi thứ, tuy lúc nãy cô chào hỏi Lâm Thanh Diện rất lịch sự, nhưng trong giọng nói lại có chút cảm giác ra lệnh. Nhưng Lâm Thanh Diện cũng không để ý, ít nhất lanh nhạt vẫn tốt hơn nhiệt tình nhiều, nhớ đến cảm giác khi đối mặt với Thư Hân ở thành phố Tây Anh lại cảm thấy sợ, dù sao chỉ cần anh không khống chế được một chút thôi thì đã gây ra họa lớn rồi. Sau khi vào quán cà phê, lâm thanh diện ngồi xuống trước mặt giang thu nguyệt cười nói tôi còn tưởng cô sẽ có một cái tên bằng tiếng anh không ngờ tên của cô lại cổ điển như thế hơn nữa cũng rất nên thơ tôi là người nước hát vì sao phải lấy tên nước ngoài chứ giang thu nguyệt trả lời nghe giang thu nguyệt trả lời như thế lâm thanh diện không khỏi tán thưởng nhìn cô so với cô thì đây thua xa tôi cần vị trí công tôn thắng và gia chủ của nhà họ công tôn chờ tôi giết chết hai người bọn họ rồi cô có thể sử dụng lực lượng của quan lĩnh, làm tan giã nhà họ công tôn. Lâm Thanh Diện không nói vòng vo, trực tiếp vào thẳng chủ đề. Giang Thu Nguyệt nhìn Lâm Thanh Diện như nhìn một thằng ngu, nói anh tưởng anh đang đối phó với mấy gia tộc nhỏ yếu trong nước sao. Cho dù tôi nói cho anh biết vị trí của công tôn thắng, anh tưởng anh có thể giết được anh ta sao. Trong khoảng thời gian này tôi đã tiếp xúc với anh ta vài lần, biết được anh ta đã đạt đến thực lực nội kinh tiểu thành rồi, anh cảm thấy chỉ dựa vào anh, có thể đánh bại được anh ta sao? Lâm Thanh Diện vô cùng kinh ngạc, không ngờ người phụ trách quan lĩnh ở nước M lại còn biết nội kinh, hơn nữa nhìn qua thì có vẻ biết được không ít. Cô biết nội kinh, Lâm Thanh Diện hỏi. Đương nhiên biết, hơn nữa tôi còn biết chắc là anh chỉ vừa mới bước vào cánh cửa nội kinh, nếu không cũng sẽ không chạy đến nước M tìm công tôn thắng báo thù. Tôi khuyên anh đừng quá gấp gáp, nếu so sánh giữa vừa mới bước vào cánh cửa nội kinh và nội kinh tiểu thành thì không khác gì một đứa bé mới tập tễnh bước đi và một người trưởng thành, anh không phải là đối thủ của anh ta. Giang Thu Nguyệt trả lời. Lâm Thanh Diện bật cười, cũng không vội vã giải thích thực lực của bản thân, ngược lại cảm thấy có chút hứng thú với Giang Thu Nguyệt. Sao cô biết được tôi chỉ vừa mới bước vào con đường luyện nội kinh chứ? Lỡ như tôi giỏi hơn những gì cô tưởng tượng thì sao? Lâm Thanh Diện cười hỏi. Giang Thu Nguyệt Biếu môi đáp, đừng tưởng là chỉ có mình anh học được nội kinh, người vừa mới học nội kinh, thường vì không quen phương pháp thổ nạp nên thường xuyên sẽ thay đổi giữa việc hô hấp bình thường và phương pháp thổ nạp, mà chỉ khi tu luyện nội kinh đến một thời gian nhất định rồi, mới có thể giữ liên tục phương pháp thổ nạp, trạng thái bây giờ của anh rất giống tôi, tôi đương nhiên có thể nhìn ra được. Mặt lâm thanh diện lại lộ ra vẻ khiếp sợ lần nữa, anh không ngờ rằng cô gái xinh đẹp ngồi trước mắt anh lại cũng là một cao thủ nội kinh. Giang Thu Nguyệt đã đoán được phản ứng của Lâm Thanh Diện từ đầu, trên mặt lộ ra chút khinh thường, hình như là đang trào phúng Lâm Thanh Diện thiếu kiến thức. Lâm Thanh Diện không để ý đến thái độ của Giang Thu Nguyệt, nghĩ thầm anh đúng là đã xem nhẹ thực lực của quan lĩnh, có thể để một vị cao thủ nội kinh trở thành người phụ trách khu vực của họ, xem ra thực lực của quan lĩnh đã hơn xa những gia tộc đỉnh cấp trên thế giới. Đồng thời Lâm Thanh Diện cũng suy đoán thực lực của Lâm Trung Thiên chỉ sợ cũng đã đến trình độ nội kinh, chỉ là vẫn chưa lên đến tông sư mà thôi, dù sao Lâm Trung Thiên vẫn còn kiêng rẻ vì tông sư đứng sau lưng nhà họ công tôn. Tôi đã xem thường cô rồi, xin lỗi, quan lĩnh có thể đào tạo được một nhân tài như vậy, đúng là rất đáng mừng. Lâm Thanh Diện cười nói, tôi cũng không phải do quan lĩnh đào tạo ra, anh đừng hiểu lầm, tôi đồng ý làm người phụ trách quan lĩnh ở nước em mờ, cũng chỉ là vì cảm thấy quan lĩnh rất có tiềm lực mà thôi, thực lực của tôi là do ba tôi dạy dỗ ra. Ô. Ba của cô là ai?" Lâm Thanh Diện lại thắc mắc, nhanh chóng hỏi. Hội trưởng Tổng hội Liên minh nước Hát, xem như là người bảo vệ phố người Hát, toàn bộ phố người Hát đều biết ba tôi, hơn nữa đều rất kính trọng ông ấy. Trong giọng nói của Giang Thu Nguyệt có niềm kiêu ngạo khó có thể che giấu được. Lâm Thanh Diện gật đầu, trong lòng lại suy nghĩ, không ngờ Giang Thu Nguyệt lại còn có thân phận như thế. Vậy xem ra, Tổng hội Liên minh nước Hát cũng không đơn giản. Lâm Trung Thiên chắc chắn không biết rõ thân phận của Giang Thu Nguyệt, dưới tình huống này mà còn để cô ấy làm người phụ trách nước M, chắc chắn cũng có tính toán gì đó. Tạm thời không bàn đến chuyện anh có thể đánh thắng Công Tôn Thắng hay không, anh vội vàng chạy đến tìm người nhà họ Công Tôn báo thủ như vậy, chắc là vẫn chưa biết đến người chấp pháp đúng không? Giang Thu Nguyệt đảo mắt, lại hỏi Lâm Thanh diện một câu hỏi khác. Người chấp pháp, đó là ai? Chương 687, người chấp pháp Giang Thu Nguyệt thấy Lâm Thanh Diện còn không biết người chấp pháp là ai, lập tức có cảm giác như đang đối mặt với một tay mơ. Trong ấn tượng của cô, ông chủ quan lĩnh là một người lo xa nghĩ rộng, suy nghĩ vô cùng phức tạp, luôn nắm chắc tuyệt đối tất cả mọi sự việc, đây cũng là nguyên nhân cô đánh giá cao quan lĩnh, vì thế nên mới đồng ý làm người phụ trách khu vực nước M của quan lĩnh. Lần này cô nhận được mệnh lệnh nói con trai của ông chủ quan lĩnh sẽ đến nước M tiếp nhận lực lượng quan lĩnh ở bên này, đối phó nhà họ Công Tôn. Trong lòng cô, con trai của Lâm Trung Thiên ít nhất cũng phải hơn xa những con người tài giỏi ưu tú kia, nếu không Lâm Trung Thiên chắc chắn sẽ không giao việc lớn như đối phó nhà họ Công Tôn cho anh làm. Nhưng mà Lâm Thanh Diện đang ngồi đối diện làm cô cảm thấy vô cùng thất vọng, người này nhìn qua rất bình thường, tuy rằng còn rất trẻ mà đã đạt đến trình độ nội kình cũng coi như là hiếm thấy, nhưng mà khi cô bằng tuổi anh cũng đã có trình độ nội kình cho nên điểm này cũng không làm cô cảm thấy Lâm Thanh Diện tài giỏi đến cỡ nào. Bây giờ người này còn chưa biết gì đã dám chạy đến nước Mờ tuyên bố phải đối phó với nhà họ Công Tôn, trong mắt cô, người này rất liều lĩnh và tự cao. Cho dù đã rất thất vọng với Lâm Thanh Diện, Giang Thu Nguyệt cũng chỉ thể hiện một chút lên trên ánh mắt và vẻ mặt, cũng không nói gì thêm, kiên nhẫn giải thích cho Lâm Thanh Diện biết người chấp pháp là gì. Lâm Thanh Diện cũng để ý thấy thái độ của Giang Thu Nguyệt đối xử với anh đã thay đổi trong lòng anh cũng cảm thấy bất đắc dĩ, sư phụ chỉ phụ trách dạy anh biết nội kinh, nhưng đến tận bây giờ cũng chưa từng nhắc đến mấy chuyện người chấp pháp này, cho nên anh cũng không hiểu biết về một số điều trong thế giới cao thủ nội kinh. Người chấp pháp là đội ngũ giữ gìn trật tự do các cao thủ nội kinh tạo thành, chỉ khi đến đến trình độ nội kinh mới có tư cách biết đến sự tồn tại của bọn họ. Xã hội người thường có pháp luật ước thúc hành vi của bọn họ, vậy mới không để thế giới hỗn loạn. Trong thế giới của cao thủ nội kinh cũng cần có sự tồn tại như thế, nếu không các cao thủ nội kinh ở đây có thực lực vượt xa trăm ngàn lần người thường, nếu có người có ý đổ xấu muốn gây rối, đây sẽ là một tai họa rất lớn đối với người thường. Quy định của người chấp pháp, cao thủ nội kinh không được phép ra tay với người thường, nếu trái quy định sẽ bị người chấp pháp đuổi giết, đến lúc đó cho dù đang ở chân trời góc biển nào, bọn họ cũng sẽ tìm được anh. Nghe Giang Thu Nguyệt nói đến đây, trong lòng Lâm Thanh Diện cũng bừng tỉnh, đến giờ mới hiểu được vì sao có cho dù là gia tộc đỉnh cấp trong thế giới, cũng rất hiếm có cao thủ nội kình bảo vệ, thì ra là vì có người chấp pháp. Nhưng mà anh cũng nhanh chóng nghĩ đến, hiệu suất của người chấp pháp chắc là cũng không nhanh như những gì anh tưởng tượng, có rất nhiều chuyện chắc là sau khi bọn họ điều tra ra được rồi mới bắt đầu tiến hành bắt giữ tội phạm, mà điều tra không ra, đương nhiên cũng không giải quyết được gì. Sau khi Lâm Thanh Diện quay về kinh đô cũng từng ra tay giết không ít người, nhưng mà cũng không có người nào tự xưng là người chấp pháp đến tận nhà tìm anh hỏi tội cả anh đoán có lẽ những người chấp pháp này vẫn chưa xem anh là một cao thủ nội kinh, dù sao thì xác suất một người mất tích nửa năm quay về và trở thành cao thủ nội kinh là rất nhỏ. Hơn nữa trước đây thực lực của Lâm Thanh Diện cũng không yếu, cho dù sau khi quay về có giết người thì người chấp pháp cũng chỉ xem anh là cao thủ khá lợi hại trong đám người thường mà thôi. Đương nhiên, trong đây chắc chắn có một phần lớn nguyên nhân là Lâm Thanh Diện khá may mắn, dù sao người chấp pháp đều do những cao thủ nội kinh đảm nhiệm, chắc chắn thực lực cũng không thể coi thường. Nói không chừng trong vô số người, mới có thể để một mình Lâm Thanh diện bị bỏ sót. Mà anh đánh nhau với Kim Trung Hải và Quách Nguyên ở huyện Kim Môn lại coi như là thù hằn giữa cao thủ nội kình với nhau, không làm người thường bị thương, cho nên người chấp pháp cũng sẽ không truy cứu. Trừ quy tắc này ra, người chấp pháp còn có rất nhiều quy định khác, tôi không kể hết cho anh được, anh chỉ cần nhớ kỹ, không được giết người thường, không được dùng nội kình làm việc xấu, chỉ cần làm được hai việc này thì người chấp pháp cũng sẽ không quản nhiều. Giang Thu Nguyệt nói: Mấy người chấp pháp này có mặt ở khắp mọi nơi sao? Lâm Thanh Diện hỏi. Đương nhiên là không rồi. Người chấp pháp chỉ phụ trách người tập võ nội kình của nước hát, người mấy nước khác muốn làm gì bọn họ đương nhiên sẽ không quản, cho nên người chấp pháp chỉ xuất hiện ở trong nước và các con phố người hát ở nước ngoài. Giang Thu Nguyệt trả lời. Lâm Thanh Diện nhíu mày nói: Nói cách khác, tôi đến nhà họ Công Tôn báo thù, ngoại trừ việc có thể đối phó với Công Tôn Thắng gia tôi chỉ có thể đánh mấy người còn lại một trận cho hả giận, chứ không được giết bọn họ sao. Cũng có thể hiểu như thế, nhất định đừng xem thường người chấp pháp, tuy lực lượng người chấp pháp phân phối ở phố người hát ít hơn rất nhiều so với trong nước. Nhưng mà một một thành viên trong tiểu đội người chấp pháp đều là người tài giỏi trong số những người tài giỏi, ít nhất đều có thực lực nội kinh tiểu thành, mà tiểu đội trưởng của tiểu đội người chấp pháp ở phố người hát có thực lực của cao thủ nội kinh đại thành. Giang Thu Nguyệt nói, Lâm Thanh Diện nhướng mày, không ngờ tới người chấp pháp đúng là không đơn giản như vậy, chỉ trong một tiểu đội người chấp pháp mà đã có một cao thủ nội kình đại thành, xem ra sau này anh phải chú ý một chút, dù sao không phải lúc nào cũng gặp may. Đừng để một ngày nào đó anh đang ở nhà chơi với Lâm Nhất Nặc, đột nhiên có vài người xông đến bắt anh đi, vậy thì xấu hổ lắm. Trong thành phố, cho dù anh muốn ra tay với người thường hay là với cao thủ nội kình, tốt nhất đều nên diễn ra trên đài đấu võ, chỉ cần có người xem, cho dù đối thủ của anh là người thường bị anh đánh chết thì người chấp pháp cũng sẽ mắt nhắm mắt mở, dù sao đã lên đài đấu võ rồi thì việc sống chết đều dựa vào thực lực của bản thân, đối phương chết cũng chỉ có thể nói là thua kém người khác mà thôi. Giang Thu Nguyệt lại nhắc nhở. Lâm Thanh Diện suy nghĩ một lúc, hỏi cho nên cô muốn tôi giết chết công tôn thắng ở trên đài đấu võ sao? Đây là lựa chọn tốt nhất của anh, Giang Thu Nguyệt nói. Lâm Thanh Diện gật đầu, cũng không cãi lại, đây đúng là một ý kiến không tệ, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là anh tìm được cơ hội có thể lên đài đấu võ cùng với công tôn thắng cảm ơn cô đã kiên nhẫn giải thích những chuyện này cho tôi nếu cô không nói nói không chừng tôi đã chạy đến nhà họ công tôn giết sạch tất cả mọi người trong nhà họ công tôn rồi lâm thanh diện cười nói giang thu nguyệt liếc nhìn anh nói tôi chỉ không muốn bị một người liều lĩnh như anh liên lụy mà thôi cơ hội để anh lên đài đấu võ cùng với công tôn thắng cũng không ít anh đừng nóng vội mấy ngày nay anh làm quen với hoàn cảnh nơi này trước đi, hiểu biết hết những thứ cơ bản rồi hãy bàn đến việc tìm nhà họ công tôn báo thù. Được, tôi nghe theo sắp xếp, Lâm Thanh Diện cười, nếu đã ở địa bàn của người ta, vậy thì cứ nghe theo sự sắp xếp của họ. Cái này so với khi ở thành phố T, tuy Thư Hân thích quyến rũ anh, nhưng vẫn nghe theo mệnh lệnh của anh, bây giờ đến nước M, lại hoàn toàn trái ngược lại, điều này cũng là cho Lâm Thanh Diện có hơi thổn thức. Xem ra thiếu chủ quan lĩnh như anh cần phải lấy ra đủ thực lực mới có thể để cho vị phụ trách khu vực nước M này hoàn toàn tin tưởng và phục tùng, nếu không chỉ có thể bị xem thường. Giang Thu Nguyệt đứng dậy, xoay người đi ra ngoài. Lâm Thanh Diện nhanh chóng đuổi theo, hỏi: "Bây giờ chúng ta đi đâu đây?" "Tôi không có đặt khách sạn cho anh, cho nên trong khoảng thời gian này anh tạm thời ở nhà của tôi." "Tôi nhắc anh trước, ba của tôi cũng không đánh giá cao về quan lĩnh, đến nhà tôi rồi" Anh cũng nên nhanh nhạy một chút, nếu không cứ chờ bị ba tôi đánh đi, ba tôi là cao thủ nội kình đại thành. Chương 688, anh chắc chưa? Bên ngoài quán cà phê, Giang Thu Nguyệt đã leo lên xe máy. Lâm Thanh Diện hơi xấu hổ hỏi, "Ừm, um, tôi đến nhà cô bằng cách nào, gọi xe sao? Cô nói địa chỉ cho tôi biết đi." Giang Thu Nguyệt nghiêng đầu nhìn Lâm Thanh Diện nói, "Anh ngốc à, ngồi phía sau tôi." Lâm Thanh Diện hơi chần chừ từ trước đến giờ anh chưa bao giờ ngồi xe máy của con gái cả, nhưng mà nếu Giang Thu Nguyệt đã nói đến vậy mà anh còn từ chối thì có vẻ hơi xấu hổ. Cho nên anh đành ngồi xuống phía sau Giang Thu Nguyệt. Giang Thu Nguyệt khởi động xe, tiếng động cơ gầm rú vang lên, sau đó hai người chạy vèo về phía trước. Giang Thu Nguyệt lái xe rất nhanh, cũng có thể thấy cô là một người thích tìm kiếm sự kích thích, tuy Lâm Thanh Diện chưa từng lái xe máy, nhưng anh đã từng đua xe rồi, nên cũng không cảm thấy khó chịu với tốc độ này. Không bao lâu sau, Giang Thu Nguyệt ngừng xe trước một kiến trúc cao 5 tầng, tòa nhà này mang đậm phong cách nước Hát, ngoài cửa lớn còn treo một tấm biển hiệu, bên trên viết Tổng hội Liên minh nước Hát. Trên bảng hiệu lại treo một lá cờ, trên lá cờ có viết một chữ: Võ. Giang Thu Nguyệt dẫn Lâm Thanh Diện bước vào cổng chính, bước vào trong là một phòng khách trông rất cổ điển, không gian khá rộng, bên trong còn đặt tranh cổ bình phong, bàn ghế bằng gỗ tử đàn, cùng với một khoảng đất trống rộng, bên trên vẽ hình thái cực hai bên còn có mộc nhân thung, vừa thấy là biết ngay cách bố cục của gia đình có truyền thống võ học. Lúc này trong phòng khách đang có vài người ngồi trên ghế nói chuyện, ngồi ở vị trí chủ là một người đàn ông lớn tuổi có gương mặt thô kệch, dáng người cao lớn, người này chính là hội trưởng Tổng hội Liên minh nước hát, ba của Giang Thu Nguyệt, Giang Trấn. Ngồi bên cạnh Giang Trấn là một người đàn ông mặc quần áo luyện võ, để dâu dê, người này là bạn của Giang Trấn, đồng thời cũng là thành viên của Tổng hội Liên minh nước hát tên là liễu hà đông một người thanh niên đứng bên cạnh liễu hà đông tuổi cũng xem xem lâm thanh diện là con trai của liễu hà đông tên là liễu nhất phàm nhất phàm còn trẻ như thế đã có thực lực nội kình tiểu thành đúng là thiên tài trăm năm khó gặp cho dù là công tôn thắng của nhà họ công tôn được đi theo tông sư kia học tập bây giờ cũng chỉ có thực lực nội kình tiểu thành nếu nhất phàm cũng tìm được một vị tông sư làm sư phụ tiền đồ sau này cũng không thể đoán được giang chấn cười nói anh giang quá khen tông sư vô cùng hiếm có, làm sao có thể dễ dàng gặp được, nhất phàm có được trình độ như bây giờ, tôi đã cảm thấy rất vui mừng rồi. Liễu Hà Đông khiêm tốn nói. Liễu nhất phàm ở bên cạnh mặt mày tươi giói, trong mắt không giấu được vẻ đắc ý. Trong phố người hát ở nước M, trong số những người trẻ tuổi, cũng chỉ có công tôn thắng có thể sánh được với anh, mà công tôn thắng là vì có tông sư dạy dỗ nên mới có được thực lực như thế, anh không có tông sư dạy dỗ mà đã có tiến bộ cực nhanh, trong lòng đương nhiên là cũng có chút kiêu ngạo nhất định. Nhất Phàm đúng là làm anh bớt lo thật, con bé Thu Nguyệt nếu giỏi bằng một nửa Nhất Phàm cũng được, tôi đã bớt lo hơn rồi, cái con bé này dạo gần đây lại xen vào việc quan lĩnh gì gì nữa, không chịu tập trung cho chính đạo, quan lĩnh chẳng qua chỉ là một nơi vui chơi, cho dù có nhiều tiền thì cũng có ích lợi gì cho người tập võ chúng ta đâu chứ." Giang Trấn bất đắc dĩ thở dài. Đúng lúc này Giang Thu Nguyệt dẫn Lâm Thanh Diện bước vào, mặt mày khó chịu nhìn Giang Trấn nói, ba, nói xấu sau lưng người khác là không lễ phép đâu. Ba người Giang Trấn quay đầu lại nhìn, Giang Trấn hử lạnh nói, ba đang nói xấu con à. Không lẽ ba nói không đúng sao, quan lĩnh kia cũng chỉ là một công viên giải trí cao cấp một chút mà thôi, cả ngày con cứ bỏ toàn bộ thời gian vào đầu óc vào loại chuyện chẳng có chút ý nghĩa nào thế này, ba nói con vài câu con đã khó chịu. Ba, con đã nói với ba bao nhiêu lần rồi. Quan Lĩnh không đơn giản như ba tương tưởng, người phía sau con là con trai của ông chủ Quan Lĩnh, anh ta. Giang Thu Nguyệt nói đến đây, đột nhiên có hơi hối hận, cô định dùng Lâm Thanh Diện để chứng minh rằng Quan Lĩnh không đơn giản, nhưng đột nhiên nhớ lại Lâm Thanh Diện cũng chẳng có gì nổi trội, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói tiếp như thế nào. Cái gì? Con lại còn dẫn con trai của ông chủ bọn họ về nhà. Giang trấn lập tức gầm lên, quay sang nhìn Lâm Thanh Diện. Liễu Hà Đông và Liễu Nhất Phàm cũng quay sang quan sát Lâm Thanh Diệt, trong mắt Liễu Nhất Phàm toát lên vẻ căm thù Lâm Thanh Diệt, trong mắt anh, rất có khả năng Giang Thu Nguyệt bị người con trai của ông chủ bọn họ mê hoặc nên mới quan tâm đến chuyện của quan lính. Anh cảm thấy về mặt ý nghĩa thì con trai của ông chủ quan lính cũng chẳng khác mấy tên con ông cháu cha gì, loại người này giỏi ăn nói ba hoa nhất, nói không chừng Giang Thu Nguyệt cũng bị mấy lời nói ba hoa của anh ta lừa mất. Liễu Nhất Phàm rất tự cạo, từ trước đến giờ đều cho rằng chỉ có con gái của hội trưởng Tổng hội Liên minh nước hát là xứng với anh, tuy hai người không hẹn hò gì, nhưng mà cũng hiểu rõ điều kiện của đối phương, hơn nữa phụ huynh hai bên đều có ý này, chỉ là vẫn chưa nói thẳng ra mà thôi. Cho nên Liễu Nhất Phàm vừa nhìn thấy Lâm Thanh Diện, đã xem anh thành tình địch của anh ta rồi. Thu Nguyệt, chắc là em cũng hiểu rõ, loại người này chẳng qua chỉ là mấy tên công tử có cuộc sống thối nát mà thôi, chắc chắn là em đã bị mấy lời nói ba hoa của anh ta lừa, anh ta chưa có tiền ra, chỉ sợ không có ưu điểm nào khác cả, tốt nhất em nên suy nghĩ kỹ lại. Liễu Nhất Phàm nói. Giang Trấn cũng lập tức hiểu được những lời Liễu Nhất Phàm nói có ý gì, trừng lớn hai mắt, trong lòng cảm thấy chuyện này không phải không có khả năng. Ông cẩn thận nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện nói, nhóc con, chỗ này không phải chỗ cậu nên đến, con gái của tôi cũng không phải loại người tùy tiện nào cũng có thể để ý đến, thừa lúc tôi còn chua nổi giận, tôi khuyên cậu nhanh ra khỏi nơi này, nếu còn không đi, cũng đừng trách tôi không khách sáo. Giang Trấn nắm chặt nắm tay, phát ra tiếng kêu răng rắc. Lâm Thanh Diện nghịch mặt ra đó, hôm nay là lần đầu tiên anh gặp Giang Thu Nguyệt, sao vừa mới bước vào nhà cô ấy, đã lập tức trở thành một tên con ông cháu cha ăn chơi chắc táng có ý đổ với Giang Thu Nguyệt rồi. Ba, Liễu Nhất Phàm, hai người nói linh tinh gì đó, con và anh ta chỉ có quan hệ hợp tác, anh ta vừa đến nước em mơ, cho nên con dẫn anh ta đi làm quen hoàn cảnh xung quanh giang thu nguyệt hơi chán trường nói làm quen hoàn cảnh thì đi ra ngoài kia mà làm quen nhà chúng ta không chào đón mấy tên công tử nhà giàu vô dụng giang trấn lạnh lùng nói quan lĩnh của chúng tôi cũng không phải là một nơi như ông nghĩ tôi cũng không phải là công tử nhà giàu vô dụng như ông nói cho dù ông là hội trưởng của tổng hội liên minh nước hát thì cũng không thể khinh thường người khác như vậy đúng không lâm thanh diện cũng không phải dạng người hiền lành gì không phải ai cũng có thể tùy ý kiếm chuyện ha ha nói như vậy anh cảm thấy bản thân rất lợi hại à liễu nhất phàm cười nhạo bước về trước hai bước bác trai giao người này cho cháu đối phó đi anh ta cũng không xứng để bác tức giận như thế nói xong liễu nhất phàm nhìn lâm thanh diện nói nếu anh không phục vậy anh có dám đánh một trận với tôi không chúng ta đều là người tập võ cho dù có vấn đề gì thì đều có thể dùng nắm đấm đến giải quyết không biết một tên công tử bột như anh có dám tiếp nhận cách này không anh chắc chứ Lâm Thanh Diện hơi cong khóe môi, chỉ lạnh nhạt trả lại anh ta ba chữ. Chương 689, người này không đơn giản. Liễu Nhất Phàm cười ha ha, nghe câu hỏi của Lâm Thanh Diện, anh ta chỉ cởi áo trên xuống, sau đó đứng sang một bên của hình thái cực. Lâm Thanh Diện thấy vậy, cũng không nói gì, nếu anh vừa đến đã bị xem thường như thế, nếu không thể hiện một chút thực lực ra, chỉ sợ bọn họ sẽ thật sự tưởng rằng Quan lĩnh chỉ là một sân chơi cao cấp anh vừa định đi sang chỗ Liễu Nhất Phàm, Giang Thu Nguyệt đã cản anh lại, sau đó quay sang nói với Liễu Nhất Phàm, Lâm Thanh Diện cũng không phải dạng công tư ăn chơi như anh nói, bây giờ anh ấy cũng đã đến trình độ nội kinh, chẳng qua chỉ mới đến chạm đến cánh cửa nội kinh, bây giờ anh đã là nội kinh tiểu thành, nếu đánh với Lâm Thanh Diện thì cũng ăn hiếp người khác quá rồi. Liễu Nhất Phàm nhướng mày, không ngờ Lâm Thanh Diện đã có thực lực chạm đến cánh cửa nội kinh, nhưng mà trên mặt anh vẫn đầy vẻ khinh thường như cũ, dù sao thì giữa nội kình tiểu thành và vừa chạm đến cánh cửa nội kình cũng không phải chỉ kém nhau một chút nếu là như thế thì cũng không cần lãng phí thời gian nhiều anh còn trẻ thế này mà đã chạm đến cánh cửa nội kình thì cũng coi như có chút tài năng nhưng mà so với những thiên tài thật sự thì vẫn còn kém không ít hy vọng anh có thể tự hiểu rõ trình độ của bản thân liễu nhất phàm nói thiên tài thật sự mà anh vừa nói đến đương nhiên là chỉ chính bản thân anh hừ vừa mới chạm đến cánh cửa nội kình mà thôi cũng chẳng có gì hay mà khoe, Thu Nguyệt, còn có thời gian thì không bằng đi chơi với Nhất Phạm nhiều một chút, cần gì phải lãng phí thời gian trên người một người bình thường chứ." Giang Trấn nói. Giang Thu Nguyệt cũng không biết nên giải thích với ba cô thế nào nữa, bây giờ cô đột nhiên có hơi hối hận vì đã dẫn Lâm Thanh Diện về nhà, sớm biết như thế thì đã sắp xếp cho Lâm Thanh Diện ở lại khách sạn rồi. Lâm Thanh Diện vòng qua Giang Thu Nguyệt, lập tức bước sang phía Liễu Nhất Phạm, chuyện đã phát triển đến nước này, nếu lúc này anh lại lùi bước Vậy thì anh sẽ thật sự bị Giang Trấn và Liễu Nhất Phàm xem thường. Giang Thu Nguyệt thấy Lâm Thanh Diện đi qua đứng đối diện Liễu Nhất Phàm, trừng lớn mắt gọi, "Lâm Thanh Diện, anh làm gì đó?" Lâm Thanh Diện cười nói, "Anh ta đã nói đến nước này rồi, nếu tôi không đánh với anh ta thì người khác sẽ tưởng tôi sợ anh ta thật đó." "Anh ngốc à, anh ta là cao thủ nội kinh tiểu thành, anh không phải là đối thủ của anh ta." Giang Thu Nguyệt hơi sốt ruột nói lâm thanh diện quay đầu cười nhìn giang thu nguyệt nói từ nãy đến giờ tôi cũng chưa từng nói tôi chỉ vừa chạm đến cánh cửa nội kinh mà giang thu nguyệt không suy nghĩ cẩn thận xem lâm thanh diện nói như thế là có ý gì ấn tượng đầu tiên của cô đã làm cô bất giác nghĩ rằng lâm thanh diện hoàn toàn không thể nào thắng được liễu nhất phàm liễu nhất phàm thấy lâm thanh diện khăng khăng muốn đánh nhau với mình nở nụ cười hài hước nói không ngờ anh có cốt khí như thế nếu đã như vậy tôi sẽ để cho anh cảm nhận trình độ của bản thân một cách rõ ràng cũng hy vọng anh nhớ kỹ, có đôi khi sợ sệt mới là lựa chọn tốt hơn. Lâm Thanh Diện đứng trước mặt Liễu Nhất Phàm, không nói thừa nhiều, chỉ nói thẳng, ra tay đi. Liễu Nhất Phàm bĩu môi, sau đó hét lớn, nắm chặt hai nắm đấm lại, bày ra một tư thế, sau đó nhanh chóng chạy vút qua chỗ Lâm Thanh Diện. Nhà họ Liễu là truyền nhân của Hồng Quyền, trước đây Hồng Quyền cũng từng rất nổi tiếng ở trong nước, ở thời kỳ dân quốc còn từng truyền khắp từ Bắc Chí Nam, nhưng mà sau này vì có người chấp pháp, Phó thuật nước hát phần lớn đều che giấu đi. Một mạch nhà họ liếu cũng đi sang nước em mờ định cư phát triển. Hồng Quyền khí thế mạnh mẽ, uy lực lứa dài, là ngạnh quyền hiếm thấy. Nếu đánh nhau với cao thủ Hồng Quyền, thường thì không cần phải suy nghĩ xem tìm ra sơ hở của người đó như thế nào, mà là phải nghĩ xem khi người đó đánh ra một chiêu, bản thân có thể chống đỡ nổi hay không. Hồng Quyền từ trước đến giờ đều lấy công làm thủ, cho dù có lộ sơ hở thì cũng rất hiếm khi để ý đến bởi vì thường thì trước khi đối thủ kịp tấn công vào sơ hở đó thì đã ngã xuống vì không chịu đựng nổi nắm đấm của cao thủ Hồng Quyền. Lâm Thanh Diện cảm nhận được khí thế trên người Liễu Nhất Phàm, cũng cảm nhận được sự mạnh mẽ trong chiêu thức của anh ta, nhưng mà bản lĩnh mà sư phụ dạy cho anh là tập hợp sở trường của mọi nhà, cho dù Hồng Quyền có lợi hại thì Lâm Thanh Diện vẫn có thể tìm ra cách phá giải. Cuống chi thực lực của Lâm Thanh Diện đã đạt đến nội kinh đại thành từ lâu, lại thêm ngoại công đỉnh cấp cho dù là dùng phương pháp bạo lực để phá thì anh cũng có thể đánh bại Liễu Nhất Phàm một cách dễ dàng. Người này thật là quá liều lĩnh, cứ thế mà đánh nhau với Liễu Nhất Phàm, chờ lát nữa anh ta thua, ba lại sẽ mắng mình một trận, khi đó chỉ sợ là ba sẽ không cho mình xen vào chuyện của quan lĩnh nữa. Ông chủ quan lĩnh là một người khôn khéo như thế, sao lại có một đứa con ngu ngốc như vậy chứ? Giang Thu Nguyệt khó chịu nói thầm. Giang Trấn và Liễu Hà Đông cũng đi đến cạnh hình thái cực, nhìn hai người chiến đấu trong lòng bọn họ đều cảm thấy lần đánh nhau này liễu nhất phàm chắc chắn sẽ giành chiến thắng thực lực của thằng nhóc quan lĩnh này cũng không quá tệ không ngờ còn có thể đánh với liễu nhất phàm nhiều chiêu như thế mà còn chưa thua cũng coi như là một nhân tài nhưng đáng tiếc cuối cùng thì cậu ta cũng chỉ là con trai của một ông chủ khu vui chơi mà thôi giang trấn lạnh nhạt nói liễu hà đông không trả lời giang trấn mà chỉ nhíu mày nhìn hai người đang chiến đấu ông hiểu rất rõ đặc điểm của hồng quyền tuy bây giờ nhìn thì hai người đang trong tình trạng đánh ngang tay nhau, nhưng dựa theo ánh mắt của Liễu Hà Đông thì Lâm Thanh Diện có rất nhiều cơ hội có thể ra tay đánh bại Liễu Nhất Phàm anh cũng đúng là định làm như thế, nhưng cuối cùng đều nhịn được. Chuyện này làm trong lòng Liễu Hà Đông có hơi kinh hãi, nếu thật sự như thế, thực lực của Lâm Thanh Diện chỉ sợ đã vượt qua Liễu Nhất Phàm rất nhiều, nếu không cũng không có khả năng nắm giữ toàn bộ tình hình chiến đấu trong tay. Anh Giang, có lẽ anh thật sự đã nhìn lầm người này rồi, cậu ta không có đơn giản như mặt ngoài đâu, trận chiến này, nhất phàm đã thua. Liễu Hà Đông nói, trên mặt Giang Trấn hiện lên chút khó tin, không ngờ Liễu Hà Đông sẽ nói như thế, không khỏi nghiêm túc nhìn về phía Lâm Thanh Diện một lần nữa. Cho dù thế nào thì Giang Trấn cũng là cao thủ nội kinh đại thành, nhanh chóng phát hiện ra điểm kỳ lạ của Lâm Thanh Diện. Cũng đã chú ý đến Lâm Thanh Diện có rất nhiều cơ hội có thể đánh bại Liễu Nhất Phàm nhưng mà đều không làm như thế, giống như đang cố nể mặt liễu nhất phàm, cho nên mới cố ý kéo dài thời gian chiến đấu vậy. Giang Trấn giống như suy nghĩ gì đó gật đầu nói, xem ra đúng là tôi đã nhìn lầm người rồi, người này không đơn giản. Không lâu sau, Lâm Thanh Diện cảm thấy chắc cũng đã đến lúc rồi, anh cũng đã nể mặt liễu nhất phàm lắm rồi, sau đó mới nắm lấy một cơ hội, dùng một trường đánh ngã liễu nhất phàm xuống đất, hít sâu, thu công. Anh thua. Liễu nhất phàm ngồi dưới đất, ngây ngốc nhìn Lâm Thanh Diện, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc, anh không ngờ rằng anh lại thua một tên chỉ vừa mới chạm đến cánh cửa nội kinh. Giang Thu Nguyệt cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh này, Lâm Thanh Diện lại đánh bại liễu nhất phàm có thực lực nội kinh tiểu thành, vậy chẳng phải có nghĩa là thực lực thấp nhất của Lâm Thanh Diện cũng đã là nội kinh tiểu thành. Cô hít sâu, bây giờ mới ý thức được, ngay từ lúc bắt đầu cô đã quá coi thường con người trông vô cùng bình thường này. Lâm Thanh Diện xoay người, Nhìn Giang Chấn hỏi, không biết bây giờ có còn người nào cho rằng quan lĩnh của tôi chỉ là một khu vui chơi cao cấp nữa không. Chương 690, thay đổi thái độ. Giang Chấn cười sảng khoái, không để ý đến lời nói có vẻ khiêu khích của Lâm Thanh Diện, ông là một người hào sảng, lúc trước đúng là ông đã quá tự cao, không có hiểu biết gì về quan lĩnh mà đã cho rằng quan lĩnh là một khu vui chơi, hơn nữa còn cho rằng con trai của ông chủ quan lĩnh cũng không có chút bản lĩnh gì. Bây giờ Lâm Thanh Diện đã dùng thực lực chứng minh bản thân, Giang Trấn đương nhiên cũng rất vui lòng thừa nhận bản thân ông lúc trước quá phiến diện, thân là hội trưởng của Tổng hội Liên minh nước Hát, ông vẫn phải có được khí độ này. Lúc đầu đúng là tôi đã nhìn lầm, hy vọng cậu em đừng để trong lòng, chúng ta đều là người tập võ, coi thực lực là đầu, cậu còn trẻ mà đã có được thực lực như thế, trên đời này cũng rất hiếm có, trên khắp nước Hát, thiên tài như cậu cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Xem ta tôi đúng là phải cẩn thận tìm hiểu xem rốt cuộc quan lĩnh là dạng tổ chức như thế nào rồi." Giang Trấn nói. Lâm Thanh Diện cười đáp lại, loại người có thái độ chịu trách nhiệm trước những lời bản thân từng nói như Giang Trấn, anh cũng đánh giá rất cao. Liễu Hà Đông cũng cười nhìn Lâm Thanh Diện nói, "Lúc nãy tôi thấy chiêu thức của cậu em rất kỳ lạ, đời này tôi đã từng tiếp xúc qua vô số võ học, chỉ là chưa bao giờ nhìn thấy môn phái của cậu em, không biết sư phụ của cậu em là ai?" Sư phụ đã có dặn dò, không tiện nói ra. Lâm Thanh diện đáp. Liễu Hà Đông gật đầu không hỏi nhiều nữa. Liễu Nhất Phàm cắn răng từ dưới đất đứng dậy, nói: "Lúc nãy là do tôi sơ suất, nếu không anh không thể nào nhìn thấy sơ hở của tôi được, hơn nữa trong lúc thi đấu tôi đã nhường nhịn anh rất nhiều, chúng ta đánh lại lần nữa, lần này tôi sẽ không nhường anh, anh chắc chắn sẽ thua." Liễu Hà Đông nghe Liễu Nhất Phàm nói xong, lập tức sa sầm mặt xuống, quay sáng quát mắng anh: "Đừng có quậy phá ở đây!" thua là thua, không lẽ con còn chưa thấy xấu hổ sao? Ba, lúc nãy là vì con nhường nhịn anh ta nên mới để anh ta tìm được cơ hội, nếu không. Liễu Nhất Phàm vẫn không muốn bỏ qua như thế, Giang Thu Nguyệt còn đang đứng bên cạnh nhìn, nếu cứ vậy bỏ qua, sau này hình tượng của anh trong lòng Giang Thu Nguyệt sẽ xuống dốc không phanh. Liễu Hà Đông tức tái mặt, lúc trước khi chiến đấu, rõ ràng là Lâm Thanh Diện cố ý nhường anh, mới có thể để anh kiên trì lâu như thế, nếu Lâm Thanh Diện thật sự muốn thắng thì anh đã thua từ lâu rồi. Bây giờ Liễu Nhất Phàm lại nói ngược lại là do anh nhường Lâm Thanh Diện nên mới bị thua, đúng là làm mất mặt cái bản mặt già của ông mà. Con im ngay cho ba. Liễu Hà Đông quát Liễu Nhất Phàm, không có tài bằng người ta thì phải chịu, đừng có tự tìm cớ cho bản thân, nếu con cứ như thế, cho dù có tài năng giỏi cỡ nào cũng khó mà thành tài được. Lúc này Liễu Nhất Phàm mới chịu ngậm miệng lại, nhưng vẫn có thể nhìn ra được trong lòng anh vẫn còn không phục. Giang Trấn quay sang nhìn Giang Thu Nguyệt nói, Thu Nguyệt, con đứng ngây ra đó làm gì, mau đi sắp xếp phòng cho cậu em này đi, trong khoảng thời gian cậu ta ở nước em mờ, đều sẽ ở trong nhà chúng ta. Vừa lúc nếu con có gì không hiểu về nội kinh thì cũng có thể đi hỏi cậu ta. Giang Thu Nguyệt kinh ngạc nhìn ba của cô, không ngờ là thái độ của ông đối với Lâm Thanh Diện lại thay đổi lớn đến như thế, khác xa như trời với đất so với lúc đầu. Liễu Hà Đông nghe Giang Trấn nói thế lập tức bất đắc sĩ thở dài ý của giang trấn đã rất rõ ràng ông không để ý đến chuyện con gái ông tiếp xúc nhiều với lâm thanh diện mà trước khi lâm thanh diện xuất hiện ông cũng đã từng nói những lời này với liễu nhất phàm nhưng mà ông cũng không thể nói gì dù sao nếu đổi lại là ông ông chắc chắn cũng sẽ để con gái ông tiếp xúc với lâm thanh diện nhiều hơn không có người nào có thể từ chối một thiên tài có thiên phú vô cùng tốt như thế thường thì khi một người gặp được thứ tốt hơn thì sẽ quên mất thứ từng gặp trước đó Đúng rồi, còn cho biết tên họ của cậu em, cũng không thể gọi cậu là cậu em mãi được." Giang Trấn nhìn Lâm Thanh Diện hỏi. "Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện báo họ tên." Giang Trấn gật đầu, lại quay sang nhìn Giang Thu Nguyệt nói, "Con còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đi sắp xếp phòng cho cậu em Lâm Thanh Diện đi." Lúc này Giang Thu Nguyệt mới kịp phản ứng, mặt mày kỳ lạ nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện rồi nói, "Đi theo tôi." Lâm Thanh Diện chắp tay với hai người Giang Trấn và Liễu Hà Đông sau đó mới đi vào trong cùng với giang thu nguyệt không lâu sau giang thu nguyệt đã dẫn lâm thanh diện đến một căn phòng khác nói trong khoảng thời gian này anh cứ ở tạm chỗ này đi nếu có yêu cầu gì thì cứ nói với tôi bất cứ lúc nào cảm ơn lâm thanh diện nói giang thu nguyệt không nói gì giống như suy nghĩ gì đó nhìn chằm chằm lâm thanh diện hỏi không phải anh chỉ mới đến mức nhập môn nội kình thôi sao vì sao thực lực lại mạnh như vậy anh cố ý giả vờ như mới tu luyện nội kình trước mặt tôi sao lâm thanh diện dở khóc dở cười nhìn giang thu nguyệt nói tôi chưa từng thừa nhận tôi chỉ mới ở bước đầu nội kinh mà là tự cô đoán giang thu nguyệt nhớ lại cuộc nói chuyện diễn ra sau khi cô gặp lâm thanh diện phát hiện ra đúng là do cô tự dựa vào những biểu hiện của lâm thanh diện rồi khăng khăng cho rằng anh chỉ là cao thủ vừa mới chạm đến trình độ nội kinh mà chính cô cũng vì chuyện này mà có thái độ có hơi tồi tệ với lâm thanh diện mà anh cũng không để bụng ngược lại vẫn luôn bình tĩnh tiếp nhận chuyện này Nghĩ đến đây, Giang Thu Nguyệt cảm thấy cô thua kém Lâm Thanh Diện quá nhiều. Mặt cô hơi ửng hồng vì xấu hổ, Lâm Thanh Diện nhìn thấy, ngược lại cảm thấy gương mặt rất xinh đẹp của Giang Thu Nguyệt có chút đáng yêu. Thật, thật xin lỗi, lúc trước tôi đã hiểu lầm anh, cho nên thái độ có hơi tệ, hy vọng anh đừng để trong lòng. Giang Thu Nguyệt ái náy nói. Lâm Thanh Diện cười nói, không sao. Giang Thu Nguyệt nghĩ thầm Lâm Thanh Diện đúng là một người rộng lược, hơn nữa thực lực lại mạnh như vậy, tuổi tác lại xem xem cô. Khoan đã, Lâm Thanh Diện thật sự có trạng thái thay đổi giữa việc hít thở bình thường và phương pháp thổ nạp. Điều này đã nói rõ Lâm Thanh Diện chỉ mới có nội kình trong một khoảng thời gian ngắn, ít nhất là chỉ trong vòng một năm. Mà anh cũng thật sự đánh bại liếu nhất phàm có thực lực nội kình tiểu thành, điều này cũng có nghĩa anh cũng đã lên đến nội kình tiểu thành rồi, hơn nữa còn thuộc loại khá mạnh. Liên hệ hai việc này lại với nhau, Giang Thu Nguyệt đưa ra một kết luận, chỉ trong vòng một năm, Lâm Thanh Diện đã từ có được nội kinh rồi đạt đến thực lực nội kinh tiểu thành. Nếu ở độ tuổi này mà đã có thực lực nội kinh tiểu thành thì đã coi như là thiên tài hiếm có, mà nếu trong vòng một năm đã từ vừa mới nhập môn đến tiểu thành, đây đúng thật là yêu quái. Giang Thu Nguyệt Kinh ngạc nhìn Lâm Thanh Diện, giọng nói run run nói, anh, anh chỉ tốn thời gian một năm đã từ nội kinh nhập môn tiến bộ đến trình độ nội kinh tiểu thành, cái này, cái này quá biến thái rồi đó. Nghe Giang Thu Nguyệt nói vậy, Lâm Thanh Diện cười nói cô đoán sai rồi. Không thể nào, anh đừng có mơ mà lừa được tôi, tôi không thể nào đoán sai được. Giang Thu Nguyệt nói một cách khẳng định. Lâm Thanh Diện nhún vai không cãi nhau nữa, nhưng mà Giang Thu Nguyệt đã đoán sai thật rồi. Thực lực hiện tại của Lâm Thanh Diện là nội kinh đại thành chứ không phải nội kinh tiểu thành, hơn nữa chỉ tốn nửa năm chứ không phải một năm. Cô gái này, suy đoán hơi chủ quan rồi. Audio điện tử võ tấn bền Chương 691, biệt hiệu là Tử thần. Trong hai ngày tiếp theo, Lâm Thanh Diện sẽ ở lại Tổng hội Liên minh nước Hát, thông qua Giang Thu Nguyệt, anh cũng hiểu khá rõ về tình hình nơi này. Ban đầu Tổng hội Liên minh nước Hát được thành lập để bảo vệ người nước Hát không bị bắt nạt khi định cư ở Mỹ, lúc mới bắt đầu xây dựng phố người Hát ở đây, họ không được người M công nhận, mà thường xuyên có người chạy tới đây gây sự với người nước Hát. Vì muốn chống lại sự kỳ thị của người M, Mọi người đã đoàn kết lại với nhau, rồi thành lập Tổng hội Liên minh nước Hát, mà hội trưởng lúc đó chính là ông nội Giang Thu Nguyệt. Người M luôn cảm thấy người nước Hát không bằng họ, nên thường ỉ vào việc mình có vóc dáng cao lớn, rồi đến phố người C bắt nạt một số người bình thường, lúc đó người bên Tổng hội Liên minh nước Hát sẽ ra mặt, cách giải quyết vấn đề này cũng rất đơn giản, đó là lên võ đài. Là người kế thừa võ học cổ đại chính thống, dù Giang Chấn không có vóc dáng cao lớn như người M, nhưng muốn trừng trị bọn họ là chuyện dễ như trở bàn tay, nên sau nhiều lần đánh nhau trên võ đài, cuối cùng người em cũng nhận ra sức mạnh của người nước hát, đến giờ đã có rất ít người dám tới đây gây sự. Ngoài việc đảm nhiệm chức hội trưởng Tổng hội Liên minh nước hát, Giang Trấn còn mở võ quán, dạy người sống trong phố người hát một số kỹ năng chiến đấu cơ bản, để họ có thể có năng lực tự vệ. Sau khi biết những điều Giang Trấn đã làm cho phố người hát, trong lòng Lâm Thanh Diện cũng hơi bội phục, dù gì nếu không có hội trưởng như ông ấy, thì giờ phố người hát đã không thể yên bình như thế này. Trong hai ngày này, thái độ của Giang Trấn đối với Lâm Thanh Diện có thể nói là tốt đến lạ thường, trong mắt Giang Trấn, anh là thiên tài ngàn năm có một, tất nhiên phải tiếp đãi chu đáo rồi. Ban đầu Lâm Thanh Diện vẫn chưa hiểu lắm, sau đó anh mới biết trong toàn bộ thế hệ trẻ của phố người hát ở Mỹ, từ độ tuổi hơn 20 tuổi đến hơn 30 tuổi, chỉ có hai người là đạt tới nội kinh tiểu thành, một là công tôn thắng, còn người kia là Liễu Nhất Phàm. Số còn lại đều hơn 40 tuổi mới đạt tới trình độ này, dựa theo tuổi tác thì Lâm Thanh Diện thật sự là thiên tài hiếm thấy. Giang Thu Nguyệt cũng thay đổi thái độ với Lâm Thanh Diện, nhưng cô càng khâm phục anh hơn, giống như mấy cô gái sau khi nhìn thấy người lợi hại thì trở nên si mê. Nếu nói về bản chất thì Giang Thu Nguyệt là người lạnh lùng. Chiều nay, Lâm Thanh Diện đang đứng xem mấy đệ tử của Giang Trấn luyện quyền trên sân tập võ của Tổng hội Liên minh nước hát, thì đúng lúc này Giang Thu Nguyệt đi tới bên anh nói, tôi đã nghĩ ra một cách để anh có thể lên võ đài so tài với công tôn thắng. Mắt Lâm Thanh diện sáng lên hỏi, cách gì thế? Anh đi theo tôi, Giang Thu Nguyệt không nói ra ngay, mà xoay người đi ra khỏi sân tập võ. Lâm Thanh diện nhanh chân đuổi theo, hai người đi vào một thư phòng, Giang Thu Nguyệt ôm một sấp tài liệu rồi mang tới trước mặt anh. Khoảng thời gian này, nhà công tôn xuất hiện một nhóm người tuy có thực lực dưới cao thủ nội kinh, nhưng mạnh hơn cao thủ bình thường rất nhiều, tôi đã sai người quan sát kỹ lưỡng mấy người này, rồi phát hiện ra sở dĩ bọn họ có được thực lực như vậy, là vì học được một cách thổ nạp thô sơ, có lẽ cách thổ nạp này đã thay đổi dựa theo nội kình của công tôn thắng. Như vậy nhà công tôn có thể sở hữu một nhóm cao thủ có thực lực mạnh mẽ, nhưng không đến nỗi bị người chấp pháp nhìn chằm chằm, khoảng thời gian này, nhà công tôn đã bắt đầu dựa vào mấy cao thủ để mở rộng. Nghe Giang Thu Nguyệt nói thế, Lâm Thanh Diện chỉ gật đầu cũng không ngạc nhiên gì lắm, vì trước khi đến đây, anh đã tiếp xúc với nhóm người Công Tôn Tể rồi, giờ xem ra Công Tôn Thắng muốn dựa vào mấy người này để giúp nhà Công Tôn nâng cao địa vị. Vì muốn mấy cao thủ này có thêm nhiều kinh nghiệm thực chiến, nên gần đây Công Tôn Thắng luôn sắp xếp cho họ chiến đấu trong võ đài quyền anh bí mật gần phố người hát. Nếu anh có thể đi tới võ đài quyền anh bí mật này, rồi đánh bại toàn bộ cao thủ nhà Công Tôn, chắc chắn Công Tôn Thắng sẽ đứng ngồi không yên đến lúc đó nói không chừng anh ta sẽ đích thân lên võ đài để đấu với anh. Tất nhiên điều kiện tiên quyết là anh không thể để lộ bộ mặt thật của mình trên võ đài, bằng không chắc chắn anh ta sẽ đoán ra được mục đích của anh. Nói không chừng đến lúc đó anh ta còn mời thẳng thầy của anh ta tới giết anh. Người chấp pháp cũng không quản được tông sư Lâm Thanh diện tỏ vẻ tán thành lời nói của Giang Thu Nguyệt. Giờ ưu thế lớn nhất của anh là nhà công tôn vẫn chưa biết anh chưa chết, hơn nữa anh còn tới nước em mờ nên lâm thanh diện có thể dùng cách thức đơn giản nhất để giết chết công tôn thắng nhưng một khi anh bị công tôn thắng biết được anh đã tới mỹ hơn nữa còn có thực lực nội kình chắc chắn anh ta sẽ không ngồi im chờ chết đồng thời anh ta vẫn còn một người thầy là tông sư một khi công tôn thắng đi tìm vị tông sư này để nhờ giúp đỡ thì lâm thanh diện hoàn toàn không có khả năng để báo thù dù gì sư phụ anh cũng không thể vì anh mà cố ý chạy tới mỹ một chuyến cách này cũng được phó đài quyền anh bí mật này ở đâu Tối nay tôi sẽ đi qua đó. Lâm Thanh Diện hỏi. Tối nay tôi sẽ đi cùng anh. Giang Thu Nguyệt trước mắt nói. Lâm Thanh Diện cũng không từ chối. Anh gật đầu rồi nhìn sắp tài liệu mà Giang Thu Nguyệt đưa cho anh. Đây là tài liệu về mấy cao thủ nhà công tôn. Phía trên còn có chú thích do chính Giang Thu Nguyệt viết. Lâm Thanh Diện nhìn nét chữ nắn nót trên đó thì không khỏi bật cười. Anh cười cái gì? Giang Thu Nguyệt hỏi. Không ngờ cô lại viết rất đẹp. Lâm Thanh Diện đáp. Giang Thu Nguyệt lườm Lâm Thanh Diện ngay, "Thế thì sao, chẳng lẽ nhìn tôi giống người viết chữ rất xấu à?" "Không có không có, chữ cô cũng đẹp như người cô vậy." Lâm Thanh Diện cười ha ha, rồi vội đáp lại. Lúc này Giang Thu Nguyệt mới không nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện với ánh mắt như đóng băng mọi thứ, miệng còn lẩm bẩm, coi như anh biết điều, cô đây là người rộng lượng, sẽ không so đo với anh. Buổi tối, trong một quán ba cách phố người hát không xa, Giang Thu Nguyệt và Lâm Thanh Diện đi xuyên qua đại sảnh quán ba, vì vóc dáng Giang Thu Nguyệt khá bắt mắt, nên không ít người em mờ liên tục huyết sáo với cô, có người còn tới thẳng bên cô để bắt chuyện, nhưng bị ánh mắt lạnh lẽo của cô dọa cho chạy mất dép. Hai người đi tới cuối quán ba, rồi dừng trước một cánh cửa, Giang Thu Nguyệt vươn tay đẩy cửa ra, cánh cửa liền mở ra, hai người vừa đi vào, đã nghe thấy tiếng hò hét ở trong này còn ẩm ý hơn tiếng nhạc bên ngoài. Đây là võ đài quyền anh bí mật mà Giang Thu Nguyệt đã nói với anh. Dù là nơi nào thì chiến đấu luôn là hình thức thi đấu mà mọi người yêu thích nhất, nên những võ đài quyền anh bí mật như này cũng không hiếm thấy ở Mỹ. Lúc này trong tay Lâm Thanh Diện đang cầm một chiếc mặt nạ, chiếc mặt nạ này mang dáng vẻ nhân vật chính trong phim hoạt hình, lúc nãy trên đường tới đây, Lâm Thanh Diện đã mua nó ở bên đường. Vừa bước vào võ đài quyền anh bí mật, Lâm Thanh Diện đã đeo thẳng chiếc mặt nạ này lên mặt chẳng phải cô nói ở đây muốn lên đài thi đấu thì phải có biệt hiệu sao, bắt đầu từ bây giờ, biệt hiệu của tôi là Tử Thần." Lâm Thanh Diện cười nói với Giang Thu Nguyệt. Giang Thu Nguyệt quay đầu nhìn nhân vật hoạt hình trên mặt Lâm Thanh Diện, rồi trợn mắt, lạnh lùng thốt ra hai chữ "trẻ con". Chương 692: Ân huệ của Lâm Thanh Diện. Trên võ đài, hai người đàn ông cao lớn đang ở trần đánh nhau kịch liệt, còn dưới võ đài thì mọi người đang lớn tiếng hò hét. Toàn bộ võ đài quyền anh bí mật đều vô cùng ẩm ý. Người em mờ vốn có vóc dáng cao lớn, người dám lên võ đài chiến đấu thì chắc chắn là người tự tin về thực lực của mình, nên trong võ đài quyền anh bí mật ở Mỹ, tuyển thủ tham gia chiến đấu đều có vóc dáng vô cùng cao lớn. Hơn nữa cơ bắp của mấy người này rất rắn chắc, càng làm trận đấu quyền anh có thêm cảm giác mạnh mẽ. Lâm Thanh Diện và Giang Thu Nguyệt đi tới bên võ đài, nhìn hai người đang đấu nhau ở bên trên. Thực lực người nhà Công Tôn rất mạnh mẽ, nên ngày nào cũng chỉ sắp xếp một người tới đây, rồi đánh nhau cả buổi tối, nếu anh muốn thu hút sự chú ý của Công Tôn thắng, thì ngày nào cũng phải tới đây một lần, rồi đánh bại người nhà Công Tôn." Giang Thu Nguyệt nói. Lâm Thanh Diện gật đầu, không nói gì. Sự kết hợp giữa hai người khá kỳ lạ, một người là người đẹp phương Đông gợi cảm xinh đẹp, còn người đàn ông thì đeo mặt nạ hoạt hình, đã thu hút không ít ánh mắt từ người khác, nhưng sau khi nhìn thấy mặt nạ trên mặt Lâm Thanh Diện, thì đa số đều nhìn anh với ánh mắt mỉa mai. Rất nhanh, hai người trên võ đài đã kết thúc cuộc chiến, người thua bị đánh đến mức mặt mũi bầm dập, còn người thắng thì gào thét mấy phút trên võ đài. Nhưng người đó không tiếp tục ở lại võ đài chiến đấu, mà gào thét xong thì bỗng nhảy xuống võ đài, bởi vì anh ta chú ý tới một bóng người đang đi về phía này. Người đó chính là cao thủ nhà công tôn. Lâm Thanh Diện cũng chú ý tới người này, trong tài liệu mà Giang Thu Nguyệt đưa cho anh có thông tin về người này, anh nhớ người này tên là Công Tôn Hải, là thành viên trong nhóm cao thủ thứ hai được Công Tôn Thắng bồi dưỡng ra. Công Tôn Hải đi tới võ đài rồi nhảy thẳng lên đấy, sau đó nhìn những người có mặt ở đây với ánh mắt khinh bỉ, lạnh lùng nói có ai muốn làm đối thủ của tôi không, lên đây đi. Võ đài quyền anh bí mật vốn đang rất ẩm ý bỗng yên tĩnh trong giây lát, không có ai dám mạo hiểm ra mặt vào lúc này, kể cả những võ sĩ được đào tạo từ những võ đài quyền anh bí mật này. Khoảng thời gian này, mấy cao thủ nhà công tôn đã đánh bại tất cả người nổi tiếng và chưa nổi tiếng trong võ đài quyền anh bí mật, nên mọi người đều hiểu rõ sự đáng sợ của người nhà công tôn, biết chắc rằng lên võ đài sẽ tìm chết, nên giờ nhìn thấy người nhà công tôn, ai cũng không dám bước lên võ đài. Thấy bầu không khí bỗng trở nên yên tĩnh, không ai dám lên võ đài làm đối thủ của mình, công tôn hải bĩu môi, lạnh lùng nói, sao thế, chẳng lẽ hôm nay đầu trường quyền anh bí mật này kết thúc tại đây à, sao không có ai bước lên đánh với tôi thế. Giờ nhân viên quản lý bên võ đài quyền anh đã sốt ruột đến mức sứt đầu mẻ chán rồi. Tất nhiên bọn họ cũng biết rõ sự lợi hại của người này. Nếu sắp xếp võ sĩ lên võ đài, thì người đó chỉ có thể bị đánh thôi. Như vậy sẽ gây ra tổn thất rất lớn cho võ đài quyền anh. Nhưng nếu không sắp xếp người lên võ đài, thì chắc chắn những khán giả ở đây sẽ bất mãn. Bọn họ cũng rất xoắn suýt không biết phải làm thế nào. Trong lúc nhân viên quản lý bên võ đài quyền anh đang thở dài bất đắc dĩ, thì một bóng người nhảy lên võ đài mọi người đều nhìn lên võ đài, nhận ra người mới nhảy lên lại là người đeo mặt nạ hoạt hình. Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ khác thường, nhìn Lâm Thanh Diện với ánh mắt đầy khinh bỉ. Mặc dù nhân viên quản lý cũng cảm thấy hơi kỳ lạ, không hiểu tại sao người này lại đeo mặt nạ hoạt hình khi lên võ đài, nhưng thà có người bước lên còn hơn không có, nên ông ta vội cầm micro lên, rồi nói bằng tiếng Anh, xem ra tối nay chúng ta vẫn có một người bạn dám đương đầu với mạo hiểm, Tôi tin chắc rằng anh ấy sẽ mang đến cho chúng ta một trận đấu đáng để xem. Dưới võ đài mọi người nhất thời cười vang. Một trận đấu đáng để xem, tôi thấy là một trò cười đáng để xem thì đúng hơn, người này còn đeo mặt nạ hoạt hình nữa, chẳng lẽ anh ta muốn tới đây để đóng vai nhân vật trong hoạt hình. Có người cười nhạo nói. Trên mặt nhân viên quản lý nở một nụ cười lúng túng, rồi nói tiếp, anh bạn này, trước khi thi đấu, chúng tôi cần phải biết danh hiệu của anh mời anh nói to danh hiệu của mình cho mọi người cùng nghe tử thần lâm thanh diện trầm giọng nhưng rất có lực xuyên thấu nói ra cái tên tiếng anh này trên dưới võ đài lại cười vang lần nữa như đang cảm thấy lâm thanh diện tới đây để chọc cười dựa vào anh ta cũng dám tự xưng là tử thần anh ta thật sự cho rằng mình đeo mặt nạ thần chết thì có thể tùy ý khoác lắc à đừng để lát nữa bị đánh đến mức không kịp trở tay rồi biến thành người chết thì buồn cười lắm đấy có khi nào là vì không có ai dám lên võ đài, nên tạm thời sắp xếp người này lên làm diễn viên hay không? Nếu đúng là vậy thì thật thú vị, tôi đã tưởng tượng ra được dáng vẻ bị đấm giá của người này rồi. Dưới võ đài Giang Thu Nguyệt nhìn Lâm Thanh Diện đứng trên võ đài với vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ, thầm nghĩ anh đã lớn thế rồi còn làm trò mốc nghếch như vậy, chẳng lẽ câu nói đàn ông mãi mãi là đứa trẻ chưa trưởng thành là sự thật ư? Ừ. Đúng lúc này, có một người đàn ông cơ bắp đi tới bên Giang Thu Nguyệt, rồi cười nói: Lúc nãy tôi nhìn thấy cô cùng người đàn ông kia đi tới đây, cô cũng thấy rồi đó, anh ta chỉ là một tên hề, nếu cô đi cùng anh ta sẽ rất mất mặt, không bằng tối nay cô đi cùng tôi, tôi có thể cho cô muốn ngừng cũng không ngừng được. Nói xong, người kia còn khoe cơ bắp của mình ra cho Giang Thu Nguyệt xem. Giang Thu Nguyệt nhìn chằm chằm người đàn ông này với ánh mắt đầy sát khí, rồi lạnh lùng nói ra một chữ cút. Công Tôn Hải cũng nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện với vẻ mặt chế giễu rồi nói tôi không biết anh có phải là thần chết hay không, nhưng hôm nay với chiếc mặt nạ anh đang đeo, tôi có thể tiến anh đi gặp thần chết thật sự. Dưới lớp mặt nạ, Lâm Thanh Diện nở một nụ cười chế giễu người trước mặt không hề biết rằng, rốt cuộc hôm nay đối thủ mà anh ta sắp đối mặt là người như thế nào. Tôi e là anh không có năng lực đó, dù anh có thực lực mạnh mẽ thì cũng chỉ hơn người bình thường thôi, hôm nay tôi tới đây để nói cho anh biết thế nào là sức mạnh thực thụ. Lâm Thanh Diện cười nói, trên mặt công tôn hải càng lộ ra vẻ khinh bỉ sau đó cũng không lãng phí thời gian nữa mà nhào tới muốn ra tay với lâm thanh diện đúng là nói khoác không biết ngưỡng chỉ là một thằng hề cũng dám bàn về sức mạnh với tôi tiếp chiêu đi trong nháy mắt công tôn hải đã lao về phía lâm thanh diện rồi đấm thẳng vào đỉnh đầu anh trong mắt người thường thì tốc độ này của anh ta đã là cực nhanh rồi nhưng trong mắt lâm thanh diện thì không khác gì rùa bò lâm thanh diện nhẹ nhàng giơ tay lên nắm lấy cổ tay công tôn hải, rồi đột ngột kéo ra sau, bẻ gãy cổ tay anh ta. Khuôn mặt vốn tràn đầy tự tin của công tôn hải bỗng hiện lên vẻ đau khổ trong nháy mắt, vô thức muốn lùi về sau. Nhưng lúc này, Lâm Thanh Diện đã nhấc chân lên đá vào đầu gối của anh ta. Rắc, công tôn hải quỳ một chân xuống đất, trên trán đã toát đầy mồ hôi lạnh, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, anh đã bị gãy một tay một chân. Dù thực lực anh có mạnh đến đâu thì sau này anh cũng không còn cơ hội để bộc lộ nữa. Lâm Thanh Diện không lấy mạng anh ta ngay, đã là ân huệ lớn nhất mà anh dành cho người nhà công tôn rồi. chương 693, chiêu thức không biết xấu hổ. Anh, anh là cao thủ nội kinh, công tôn hải nhịn cơn đau trên người mình, rồi hỏi Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện cúi đầu nhìn công tôn hải, vì anh đang đeo mặt nạ, nên không ai nhìn thấy rõ vẻ mặt hiện tại của anh, nên càng làm cho người khác cảm thấy lạnh lẽo, tưởng chừng như thần chết thật sự đã tới với thế giới này. Tại, Tại sao, tôi và anh không thù không oán, sao anh lại muốn tuyệt đường sống của tôi thế?" Vẻ mặt Công Tôn Hải đầy đau khổ hỏi. "Tôi không cần phải nói cho anh biết chuyện này, mà anh chỉ cần biết, đây là số mệnh của anh là được." Lâm Thanh Diện mở miệng nói. Lúc này ở dưới võ đài, mọi người đều ngạc nhiên đến trợn tròn mắt, ai cũng nhìn người đeo mặt nạ với vẻ mặt không dám tin, không ngờ chỉ trong một nháy mắt, anh đã có thể bẻ gãy một tay một chân của Công Tôn Hải, biến anh ta trở thành một người tàn phế. Giờ mấy người vốn đang cười nhạo Lâm Thanh Diện nhất thời trở nên xấu hổ, biết mình đã nhìn nhầm người rồi. Nếu giờ Lâm Thanh Diện nói lại biệt hiệu tử thần của mình lần nữa, chắc chắn sẽ không có ai cười nhạo anh, bởi vì thực lực mà anh mới bộc lộ ra ngoài, dù không phải là thần chết thì không không thua kém thần chết bao nhiêu. Sau khoảng thời gian yên tĩnh ngắn ngủi, võ đài quyền anh bỗng vang lên những tiếng hét vang dội mọi người bắt đầu lớn tiếng gọi tử thần. Lúc này, vẻ mặt người đàn ông đã chạy đến bên giang thu nguyệt để chế giễu tràn đầy khiếp sợ nghĩ tới những lời mình mới đánh giá lâm thanh diện lúc nãy anh cảm thấy rất lúng túng anh đâu thể ngờ rằng lâm thanh diện lại lợi hại như vậy đúng lúc này giang thu nguyệt quay đầu liếc nhìn anh ta rồi nói chẳng phải anh cảm thấy mình rất lợi hại à mau lên đó đánh bại anh ấy đi rồi tôi sẽ đồng ý yêu cầu của anh người đàn ông đó nhất thời lộ ra vẻ mặt sợ hãi rồi nói không không cần đâu Lúc nãy tôi chỉ nói đùa thôi, tôi xin lỗi, sau này tôi sẽ không dám nữa." Giang Thu Nguyệt hừ lạnh, "Đồ vô dụng, anh không dám lên thì để tôi." Nói xong, cô Tung người nhảy lên võ đài, đứng trước mặt Lâm Thanh Diện. Lúc này, Lâm Thanh Diện đã xử lý xong Công Tôn Hải, rồi đá anh ta xuống võ đài, với lực đá lúc nãy của anh, xem như cả đời này Công Tôn Hải đã trở thành người tàn phế, cho dù anh ta còn sống cũng chỉ có thể là gánh nặng cho nhà Công Tôn thôi lúc anh định xoay người đi xuống võ đài bỗng nhìn thấy giang thu nguyệt đã đứng trên này nên nhất thời sửng sốt cô làm gì thế lâm thanh diện hỏi tất nhiên là khiêu chiến với anh đừng nói nhảm nữa mau ra tay đi giang thu nguyệt nói lâm thanh diện hơi dở khóc dở cười nói cô đừng nghịch nữa mau đi xuống đi cô không phải đối thủ của tôi vậy thì sao tôi muốn xem thử mình có thể kiên trì bao lâu trong tay anh anh đừng nể tình mà nhẹ tay với tôi Giang Thu Nguyệt nói. Lên võ đài khiêu chiến với Lâm Thanh Diện không phải là suy nghĩ nhất thời nảy ra trong đầu cô, mà trước đây rất lâu cô đã muốn lĩnh giáo thực lực của anh rồi, cô muốn xem thử rốt cuộc mình cách xa thiên tài trong mắt mình bao nhiêu. Đúng lúc hôm nay có võ đài, nên cô không thể bỏ lỡ cơ hội này, muốn nghiêm túc giao đấu với Lâm Thanh Diện một lần, dù biết rằng mình sẽ thua, nhưng cô không cảm thấy có vấn đề gì, dù gì cô cũng là cao thủ nội kinh, không thể giống như công Tôn Hải, vừa lên võ đài đã bị Lâm Thanh Diện bẻ gãy tay chân. Lâm Thanh Diện thấy Giang Thu Nguyệt không giống như đang nói đùa thì hỏi, cô thật sự muốn đánh với tôi? Giang Thu Nguyệt nghiêm túc gật đầu, rồi bày ra chiêu thức bắt đầu với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện mỉm cười, cũng không từ chối nữa, nếu cô muốn chơi, vậy thì anh sẽ chơi cùng cô. Anh cũng bày ra chiêu thức bắt đầu, rồi cười nói cô ra tay đi. Dưới võ đài mọi người thấy có một cô gái muốn khiêu chiến với Lâm Thanh Diện thì nhanh chóng gieo hò cổ vũ, còn phấn khích hơn ngày thường. Giang Thu Nguyệt cũng không nói nhiều mà nhào thẳng về phía Lâm Thanh Diện, dù bề ngoài cô là một cô gái yếu đuối, nhưng một khi đã ra tay sẽ biến thành dáng vẻ khác, cả người toát ra khí thế mạnh mẽ, không thua kém gì đàn ông. Lâm Thanh Diện cũng không có ý định dùng hết sức để giao đấu với Giang Thu Nguyệt nếu thực lực của đối phương đang ở nội kinh nhập môn. Vậy thì mình cũng dùng thực lực này để giao đấu với cô, cùng cô đánh một trận, thế là xong. Giang Thu Nguyệt là học quyền pháp độc nhất vô nhị của nhà họ Giang, có tên là Mê Tung Quyền. Mặc dù quyền pháp này không quá nổi tiếng trong giới võ thuật nước Hát, nhưng uy lực không hề yếu hơn Hồng Quyền, hơn nữa Mê Tung Quyền này đã được Giang trấn thay đổi, có thể nói nó đã đạt tới trình độ quyền pháp hàng đầu, Giang trấn cũng dựa vào Mê Tung Quyền này mới ngồi vững vị trí hội trưởng tổng hội Liên minh nước Hát mê tung quyền có đặc điểm kết hợp giữa thực và hư, với những động tác làm người khác khó mà đoán trước được, một khi bất cẩn trong lúc giao đấu với cao thủ mê tung quyền, rất có thể sẽ bị hư chiêu của đối phương đánh lừa, rồi bị đối phương dắt mũi. Giang Thu Nguyệt là một cô gái, mà có thể lĩnh ngộ mê tung quyền đến cảnh giới này, đã xem như vô cùng hiếm thấy rồi, cô dựa vào thực lực ở nội kinh môn hạc, giao đấu hơn trăm chiêu với Lâm Thanh Diệt, cô đã thành công lừa được anh mấy lần. Tất nhiên, là do Lâm Thanh Diện cố ý nhường cho cô, muốn thông qua chiêu thức này để cô hiểu rõ Mê Tung Quyền hơn. Hai người cứ giao đấu như thế, Lâm Thanh Diện cảm thấy quyền pháp Mê Tung Quyền này khá thú vị, nên bắt đầu học theo, mặc dù không học được tinh túy ở trong đó, nhưng vẫn dễ dàng mô phỏng lại. Một lúc sau, Lâm Thanh Diện cũng học được hư chiêu để lừa Giang Thu Nguyệt, làm cô không thể nào đoán được rốt cuộc mình nên ra sát chiêu thật sự vào lúc nào. Giang Thu Nguyệt hơi ngạc nhiên nhìn Lâm Thanh Diện, Cô đã học Mê Tung Quyền rất nhiều năm rồi, từ nhỏ Giang Trấn đã tiến hành huấn luyện nghiêm khắc với cô, nên cô mới lĩnh ngộ được Mê Tung Quyền như ngày hôm nay. Nhưng Lâm Thanh Diện chỉ giao đấu với cô có mấy chiêu, đã nắm được những điểm mấu chốt trong Mê Tung Quyền, chuyện này cũng quá biến thái rồi đó. Quả nhiên núi cao còn có núi cao hơn, trước khi gặp Lâm Thanh Diện, Giang Thu Nguyệt luôn cảm thấy mình cũng là một thiên tài, còn Liễu Nhất Phàm, anh ta còn là thiên tài lợi hại hơn cô nữa nhưng anh ta có thể có được thực lực như ngày hôm nay, cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức từ khi còn nhỏ mới đổi lấy được. Vậy mà Lâm Thanh Diện thì biến thái đến mức chỉ trong một năm, từ thực lực nội kinh môn hạm đến nội kinh tiểu thành, giờ anh chỉ trong mười mấy phút ngắn ngủi đã nắm giữ một số điểm mấu chốt trong mê tung quyền, điều này đã làm cô không thể không đố kỵ. Lâm Thanh Diện tiếp tục giao đấu mấy chiêu với Giang Thu Nguyệt, cảm thấy cũng đánh đủ rồi, nên tiếp tục đánh mấy hư chiêu, một tay vươn về phía cô, định kết thúc cuộc chiến này giang thu nguyệt bị chiêu thức của lâm thanh diện lừa gạt hai tay rời khỏi ngực mình để lộ vòng một ra ngoài mà mục tiêu mà lâm thanh diện nhắm đến chính là chỗ này vì lâm thanh diện đã quen chiến đấu cùng đàn ông nên không hề nhận ra chiêu thức này của mình có vấn đề gì anh chỉ cần túm lấy chiếc áo trước ngực giang thu nguyệt để cô nhận thua thì có thể kết thúc cuộc chiến này nhưng đợi đến khi tay anh túm lấy áo cô anh mới nhận ra cấu tạo sinh lý khác nhau giữa đàn ông và phụ nữ Đập vào mắt Lâm Thanh Diện không phải là một vùng bằng phẳng, mà là hai ngọn núi nhỏ. Mà lúc này tay Lâm Thanh Diện nhắm vào chỗ đó, nhìn có vẻ như sắp túm lấy bộ phận nào đó. Giang Thu Nguyệt nhìn theo tay của Lâm Thanh Diện, cũng chú ý tới chỗ anh đang cầm lấy, mắt bỗng trợn to, khuôn mặt đầy kinh ngạc, đứng tại chỗ không biết phải làm thế nào, mặt cũng nhanh chóng đỏ ửng. "Tên khốn nhà anh, anh muốn làm gì?" Giang Thu Nguyệt hét toáng lên. Tay Lâm Thanh Diện chạm tới trước ngực Giang Thu Nguyệt thì dừng lại, lúc này cô đã nhắm tịt mắt lại, thậm chí còn từ bỏ việc phản kháng. Lâm Thanh Diện thầm thở phào nhẹ nhóm, cũng may lúc này anh không dùng hết sức lực, bằng không chắc chắn lúc này anh sẽ không dừng lại được. Một lúc sau, Giang Thu Nguyệt không cảm nhận được cảm giác nên có trên người mình, trong lòng bỗng thấy kỳ lạ nên mở mắt ra xem thử, thì nhận ra Lâm Thanh Diện đã thu tay về rồi. Lâm Thanh Diện khẽ ho hai tiếng, giả vờ bình tĩnh nói, cô thua rồi, chúng ta đi thôi. Giang Thu Nguyệt trợn mắt há mồm nhìn Lâm Thanh Diện, thấy dáng vẻ này của anh giống như chiêu thức lúc nãy là do anh cố ý đánh ra để chiêu chọc cô, giờ anh còn ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, còn nói cô thua rồi, ý anh là sao? Lâm Thanh Diện, tên khốn đề tiện vô liêm sỉ nhà anh, tôi không ngờ anh lại là người như vậy, còn dùng chiêu thức không biết xấu hổ với tôi nữa, thật vô liêm sỉ. Giang Thu Nguyệt đỏ từ mặt đến cổ, tức giận mắng Lâm Thanh Diện một câu, rồi nhảy xuống võ đài, nhanh chóng rời khỏi võ đài quyền anh này. Lâm Thanh Diện cũng rất bất đắc dĩ, có trời xanh làm chứng, lúc nãy anh thật sự không cố ý, mà hoàn toàn là vì anh luôn chiến đấu cùng đàn ông, trước giờ chưa từng xảy ra chuyện này, nên mới xuất hiện tình huống lúng túng như thế. Chương 694, thành viên tiểu đội chấp pháp. Trên đường trở về, mặt Giang Thu Nguyệt vẫn luôn đỏ ửng, Lâm Thanh Diện thì đi phía sau cô anh đã giải thích với cô mấy lần rồi nhưng cô hoàn toàn không nghe mà luôn miệng nói anh là tên lưu manh vô liêm sỉ lâm thanh diện bất đắc dĩ biết mình không thể duy trì hình tượng người đoan chính trong lòng giang thu nguyệt được nữa đồng thời trong lòng anh cũng suy đoán người phụ nữ xinh đẹp lạnh lùng lại có thực lực mạnh mẽ như giang thu nguyệt chắc chắn bình thường sẽ không có ai dám tùy tiện chiếm tiện nghi của cô nên hôm nay lúc lâm thanh diện suýt chạm vào nơi nào đó của giang thu nguyệt cô mới có phản ứng mạnh mẽ như thế nhưng điều đáng nói là bình thường nhìn giang thu nguyệt có vẻ rất lạnh lùng nhưng lúc đỏ mặt lại khá dễ thương làm người khác yêu thích hơn so với lúc lạnh lùng kia hai người trở về tổng hội liên minh nước hát giang thu nguyệt đi thẳng vào phòng mình hoàn toàn không nhìn thấy giang trấn đang luyện quyền trong phòng khách vẻ mặt giang trấn tràn đầy kinh ngạc đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy giang thu nguyệt thất thố như thế trước đây cô luôn là người thong dong bình tĩnh chưa từng hành động gấp gáp thế này con gái tôi làm sao thế hai đứa gặp phải rắc rối ở bên ngoài à? Giang Trấn thấy Lâm Thanh Diện đi phía sau thì mở miệng hỏi anh. Lâm Thanh Diện cười lúng túng đáp, cô ấy đánh nhau với cháu, rồi thua, nên trong lòng hơi buồn bực một chút. Giang Trấn cười đáp, thực lực của con bé chỉ mới ở nội kinh môn hạc, chẳng phải việc đánh không lại cháu là chuyện rất bình thường à, con nhóc này cứ thích để tâm vào mấy chuyện vụn vặt, từ nhỏ đã thế rồi. Lâm Thanh Diện cũng xấu hổ không đáp lại lời Giang Trấn, chỉ thuận miệng ứng phó hai câu, rồi quay về phòng mình. Trong mấy ngày tiếp theo, tối nào Lâm Thanh Diện cũng đeo mặt nạ đi tới võ đài quyền anh bí mật đó, khiêu chiến với những cao thủ do công tôn Thắng đào tạo, kết cục của mấy cao thủ cũng không thể thoát khỏi việc gãy tay gãy chân, cũng vì điều này mà Lâm Thanh Diện trở nên nổi tiếng trong võ đài quyền anh bí mật. Cái tên tử thần nhanh chóng truyền khắp võ đài quyền anh bí mật, thu hút rất nhiều khán giả đến xem, tối nào võ đài quyền anh cũng chật ních người trong khi trận đấu còn chưa bắt đầu. Còn Giang Thu Nguyệt ngoài ngày đầu tiên đi cùng Lâm Thanh Diện tới võ đài quyền anh bí mật, thì mấy ngày còn lại đều không quan tâm đến anh, cho dù nhìn thấy anh, cũng chỉ lườm anh với ánh mắt phẫn hận, như thể anh có mối hận thù sâu sắc với cô vậy. Ngày thứ năm Lâm Thanh Diện tới võ đài quyền anh bí mật để khiêu chiến với cao thủ nhà công tôn. Lâm Thanh Diện lại nhẹ nhàng phế bỏ cao thủ nhà công tôn xong, thì không hề do dự, mà xoay người đi xuống võ đài ngay. Dưới võ đài mọi người đều gào thét tên, tử thần, với vẻ mặt hưng phấn, mấy người này chen chúc nhau trong võ đài quyền anh bí mật, vì muốn nhìn thấy Lâm Thanh Diện xuất hiện trên võ đài trong mấy phút. Lâm Thanh Diện đi xuống võ đài xong thì không rời đi ngay, mà đợi một lát, muốn xem thử người nhà công tôn có tới đây không. 5 phút sau, anh không hề phát hiện ra bóng dáng khác thường, lúc này mới rời khỏi võ đài quyền anh bí mật. Lâm Thanh Diện mới đi trên đường chưa được bao lâu, thì nhận ra có người đang theo dõi mình, anh tưởng là cuối cùng người nhà công tôn cũng tới tìm mình nên lúc đi tới một đầu hẻm, anh liền quẹo thẳng vào bên trong. Người kia thấy Lâm Thanh Diện đi vào con hẻm, cũng nhanh chân đi vào, lúc nhìn thấy anh đang đứng trước mặt mình, thì trên mặt nở nụ cười nói, không ngờ tôi lại bị phát hiện. Lâm Thanh Diện cũng không tháo mặt nạ xuống, mà thông qua hai lỗ trên mặt nạ quan sát người này, người này khoảng 40 tuổi, là một người đàn ông gầy gò, còn mang mắt kính. Mặc kệ anh nhìn thế nào, thì võ công người này cũng không quá cao, nhưng Lâm Thanh Diện lại cảm nhận được sự đặc biệt trên người ông ta. Người này là một cao thủ nội kình thực thụ. Ông là người nhà công tôn, Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi. Người kia sững sốt một lát rồi nói, "Tôi xin tự giới thiệu, tên tôi là Cao Tiến, tất nhiên, cậu cũng có thể gọi tên tiếng Anh của tôi là Tony, tôi là thành viên trong tiểu đội chấp pháp ở phố người hát nước M, giờ tôi yêu cầu cậu tháo mặt nạ xuống, dùng bộ mặt thật để nói chuyện với tôi." Trong lòng Lâm Thanh Diện hơi ngạc nhiên, không ngờ người theo dõi mình lại là người trong tiểu đội chấp pháp dù anh đã biết sự tồn tại của tiểu đội chấp pháp nhưng đây là lần đầu tiên lâm thanh diện chạm mặt với họ ấn tượng đầu tiên mà người này để lại lâm thanh diện không tốt cho lắm hơi tự cao tự đại dù là người trong tiểu đội chấp pháp cũng không có quyền ra lệnh cho anh tháo mặt nạ xuống xin lỗi tôi không muốn tháo nó xuống ông cứ nói thẳng nguyên do ông muốn theo dõi tôi đi lâm thanh diện lạnh nhạt nói cao tiến nhất thời tức giận dưới cái nhìn của ông, thanh niên trước mặt chỉ hơn 20 tuổi, đáng lý phải cung kính khi đứng trước mặt người chấp pháp mới đúng, nhưng không ngờ đối phương lại ngạo mạn như thế, còn dám từ chối yêu cầu của mình nữa. Quả nhiên rất kiêu ngạo, hơn 20 tuổi đã tu luyện thành nội kinh, cậu đúng là một thiên tài, nhưng đây không phải là vốn để cậu kiêu ngạo trước mặt tôi, cậu phải biết rằng, trình độ của cậu chỉ là điều kiện cơ bản nhất trong tiểu đội chấp pháp mà thôi. Cao Tiến bày ra dáng vẻ như bề trên đang dạy dỗ bề dưới. Lâm Thanh Diện hơi cạn lời, cảm thấy người trong tiểu đội chấp pháp hơi tự cao tự đại. Ông nói trọng điểm đi, tại sao ông lại theo dõi tôi? Lâm Thanh Diện lại hỏi một câu. Cao Tiến thấy thằng nhóc này vẫn mang dáng vẻ tự cao tự đại, thì trong lòng càng khó chịu, nhưng là bề trên, ông không thể so đo với bề dưới được, nên mở miệng nói tôi đã quan sát cậu mấy ngày rồi, có lẽ cậu là người mới thăng cấp lên trình độ nội kinh đúng không? Mấy ngày nay cậu dựa vào nội kinh để đánh bại người nhà công tôn, mặc dù ở trên võ đài nhưng cậu đã làm quá nhiều lần tôi tới đây là để cảnh cáo cậu cố gắng đừng đả thương quá nhiều người nổi kinh bằng không người bên chấp pháp chúng tôi sẽ tiến hành trừng phạt cậu nhà công tôn có thủ với tôi tôi không xông thẳng đến nhà họ để giết họ là tốt lắm rồi được công tôn thắng đích thân tới đây giao đấu với tôi tôi sẽ ngừng tay lại lâm thanh diện lạnh nhạt nói cao tiến nhướng mày nói vậy thì tôi khuyên cậu nên từ bỏ suy nghĩ này đi công tôn thắng là học trò của tông sư thực lực đã đạt tới nội kinh tiểu thành, cậu không phải là đối thủ của cậu ta. Trong cái nhìn của Cao Tiến, Lâm Thanh Diện chỉ mới là người đạt tới nội kinh môn hạp, có rất ít người trẻ tuổi đạt tới nội kinh tiểu thành, trong toàn bộ phố người hát ở Mỹ chỉ mới có hai người đạt tới trình độ này, ông cũng hơn 20 tuổi mới tu thành nội kinh, đến gần 40 tuổi mới lên được tiểu thành. Lâm Thanh Diện nghe Cao Tiến nói vậy thì cảm thấy mình không còn gì để nói với ông nữa, nên đáp lại một câu, ông không cần phải bận tâm về chuyện này nói xong anh liền xoay người đi về hướng khác nhóc con cậu vẫn chưa cho tôi xem khuôn mặt thật của cậu tôi là người chấp pháp tôi cần phải hiểu rõ thân phận của cậu cao tiến hét về phía lâm thanh diện lâm thanh diện cũng không để ý đến ông mà nhanh chân đi thẳng ra ngoài cao tiến liền đuổi theo hai người bắt đầu truy đuổi nhanh chóng đi ra khỏi con hẻm cuối cùng cao tiến đã mất dấu lâm thanh diện khi đi qua một con hẻm rồi mắng một câu thằng danh con chạy nhanh lắm nếu lần sau tôi gặp lại cậu, chắc chắn tôi sẽ tự tay tháo mặt nạ trên mặt cậu xuống. Tối hôm sau, Lâm Thanh Diện lại xuất hiện trong võ đài quyền anh, người trong võ đài đều gieo hò phấn khích. Đúng lúc này, Lâm Thanh Diện nhìn thấy công tôn thắng đang đứng cách võ đài không xa, hai mắt nhất thời híp lại. chương 695, anh thật vướng víu. Lúc này trên võ đài, có một người đàn ông với vóc dáng cao lớn, mặc bộ đồ karate màu trắng đang đứng đợi người này tên là billy là quán quân trong cuộc thi karate toàn nước m là người cực kỳ nổi tiếng ở mỹ hôm nay anh ta xuất hiện ở đây là vì nghe nói đến danh tiếng của tử thần nên đích thân tới đây khiêu chiến kia là thằng nhóc tự xưng là tử thần à mau lên võ đài cho tôi hôm nay tôi sẽ phá vỡ thần thoại của cậu để mọi người biết rõ trước mặt karate thứ gọi là võ thuật nước hát của các người hoàn toàn không thể đánh trả lại đúng lúc này Nhân viên quản lý trong võ đài quyền anh cũng cầm micro lên, bắt đầu khuấy động bầu không khí. Mọi người đều biết, Billy là quán quân trong cuộc thi karate toàn quốc của chúng ta. Mọi người đều biết rõ thực lực của anh ấy, về cơ bản kết cục của mỗi đối thủ anh ấy đều bị đánh đến mức phải nhờ cáng cứu thương khiêng xuống võ đài. Ở nước M, Billy còn có tên gọi là Man Vương, trước đây có người từng suy đoán, trong toàn bộ nước M không có ai là đối thủ của Billy. Mà Billy cũng dùng sự thật để chứng minh điều này, mỗi người giao đấu với anh ấy đều có một kết cục là thất bại. Mà hôm nay, Billy tới đây để khiêu chiến Tử Thần đã chiến thắng 5 ngày trong võ đài quyền anh chúng ta. Rốt cuộc ai sẽ người chiến thắng trong cuộc tranh tài lần này, tôi tin rằng mọi người đều đang mỏi mắt mong chờ kết quả này. Không bằng chúng ta nói ra cái tên mà trong lòng mình cho rằng người đó sẽ giành được chiến thắng vào đêm nay, để bọn họ cảm nhận được sự nhiệt huyết của mọi người mọi người bắt đầu lớn tiếng hô ngay trong nháy mắt hai cái tên tử thần và man vương đã tràn ngập toàn bộ võ đài quyền anh nhưng rất nhanh cái tên man vương đã lấn át tử thần ai ai cũng biết billy là quán quân karate nên anh ta chiếm vị trí rất cao trong lòng mọi người mặc dù lâm thanh diện cũng rất lợi hại nhưng dù gì anh cũng chỉ mới xuất hiện trong võ đài quyền anh bí mật này mấy ngày tất nhiên tiếng hô sẽ không bằng billy võ thuật nước hát chỉ là thứ rác rưởi hôm nay tôi sẽ chứng minh điều này cho mọi người thấy. Billy nghe thấy tiếng tên gọi mình bỗng tăng vọt thì nở nụ cười đắc ý, rồi nói với mọi người. Lúc này Lâm Thanh Diện mới rời mắt khỏi người công tôn thắng, sau khi nghe Billy đứng trên võ đài kêu gào, thì nhanh chóng tung người nhảy lên võ đài. Cậu chỉ là một thằng nhóc làm mẫu cho nước hát thôi, võ công của các người chính là thứ rác rưởi. hôm nay tôi sẽ dẫm đạp võ thuật của nước hát ở dưới chân. Billy hét một câu về phía Lâm Thanh Diện, sau đó mới bắt đầu khoe cơ bắp trên mặt cũng lộ ra vẻ dữ tợn anh thật vướng víu lâm thanh diện lạnh nhạt nói một câu với billy rồi nhấc một chân đạp vào ngực billy cả người billy nhanh chóng bay ra ngoài rồi nặng nề đập xuống đất mấy người đang gọi tên billy bỗng trợn tròn mắt miệng mở to nhưng không nói ra được một câu thậm chí có người còn há thành hình chữ o toàn bộ võ đài quyền anh bí mật đều chìm trong yên tĩnh ngắn ngủi rồi mấy người luôn ủng hộ tử thần bắt đầu điên cuồng gọi tên anh một cú đá bình thường của Lâm Thanh Diện đã làm bọn họ vô cùng chấn động. Ai có thể ngờ rằng, quán quân karate vô cùng mạnh mẽ trong lòng mọi người lại bị Lâm Thanh Diện đá bay chứ? Nhân viên quản lý trong võ đài quyền anh vốn đang mong đợi một trận chiến kịch liệt giữa Lâm Thanh Diện và Billy, nhưng ai ngờ rằng trận chiến còn chưa bắt đầu đã kết thúc rồi, điều này đã làm ông ta cảm thấy hơi lúng túng. Billy bò dậy khỏi sàn nhà, cảm thấy hôm nay mình vô cùng mất mặt, ngay cả một cước của Lâm Thanh Diện cũng không đỡ nổi chuyện này không khác nào đang chứng minh sự thật trước mặt võ thuật nước hát karate chỉ là đồ bỏ đi anh sợ lát nữa mấy người ủng hộ anh sẽ truy hỏi anh chuyện này là thế nào nên anh vội vã trốn khỏi đây trong một góc dưới võ đài có một người đang nhìn trầm trầm lâm thanh diện trên võ đài với vẻ mặt đầy khinh bỉ rồi lầm bẩm quả nhiên là một thằng nhóc thích khoe khoang chẳng qua anh ta chỉ có thể tỏ ra chút huy phong với người bình thường thôi hôm nay công tôn thắng tôi đã tới đây tìm thằng nhóc con này để xem anh ta sẽ đối phó với công tôn thắng tôi thế nào công tôn thắng nhìn chằm chằm lâm thanh diện trên võ đài hai mắt bỗng híp lại trong lòng dâng lên cảm giác quen thuộc hình như anh đã gặp người này ở đâu rồi cậu chủ chính là người đeo mặt nạ này đã liên tiếp phế bỏ năm vị cao thủ của chúng ta đúng lúc này người đứng bên cạnh công tôn thắng mở miệng nói công tôn thắng gật đầu không hề để tâm đến người trên võ đài cho lắm dù gì với thực lực của anh Muốn giải quyết người này là chuyện dễ như trở bàn tay. Đúng lúc này Lâm Thanh Diện quay đầu nhìn về phía này, dù Công Tôn Thắng không nhìn thấy vẻ mặt Lâm Thanh Diện, nhưng vẫn có thể cảm nhận được, hình như người trên võ đài có thù địch với mình. Thật thú vị, có lẽ anh ta phế bỏ cao thủ nhà Công Tôn là vì muốn đợi tôi xuất hiện ở nơi này, nếu đã như vậy, tôi sẽ đi lên võ đài đấu với anh ta. Công Tôn Thắng nói xong thì tung người lên, dẫm lên vai mấy người rồi đáp xuống võ đài dưới khán đài mọi người lại gieo hò lần nữa, lúc nãy khi Lâm Thanh Diện quyết đấu với Billy, hoàn toàn không làm bọn họ cảm thấy sảng khoái, nên giờ nhìn thấy lại có một người nữa lên võ đài, hơn nữa nhìn dáng vẻ cũng rất lợi hại, tất nhiên bọn họ phải phấn khích rồi. Giờ trong mắt bọn họ, võ thuật nước hát là một sự tồn tại thần thoại, nếu có hai cao thủ trong nước hát cùng quyết đấu, vậy thì hôm nay bọn họ không tới đây vô ích rồi. Công tôn thắng nhìn chằm chằm lâm thanh diện rồi hỏi, anh là ai? tại sao lại đối đầu với nhà công tôn của tôi tôi là kẻ thù của nhà anh lâm thanh diện lạnh nhạt đáp lại công tôn thắng bĩu môi nói kẻ thù nhà công tôn chúng tôi nhiều vô kể nhưng người muốn báo thù chúng tôi thì cuối cùng chỉ hóa thành cho bụi có lẽ anh đạt tới trình độ nội kình cũng không dễ dàng gì nếu anh cân nhắc chuyện cống hiến cho nhà công tôn có lẽ tôi sẽ tha cho anh cống hiến cho nhà công tôn chỉ sợ tôi đồng ý rồi anh cũng không dám dùng tôi lâm thanh diện cười nói Chim khôn chọn cành mà đậu, những ân oán trước kia đã là chuyện của quá khứ rồi, sao tôi lại không dám dùng chứ?" Công Tôn Thắng cũng cười nói. Lâm Thanh Diện bỗng híp mắt hỏi, "Công Tôn Thắng, anh thật sự không nhận ra tôi là ai?" Công Tôn Thắng nhìn kỹ lại lần nữa rồi nói, "Tôi cảm thấy hơi quen, nhưng nhất thời chưa nhớ ra anh là ai, tôi gây thù chuốc oán với nhiều người lắm." Lâm Thanh Diện không để Công Tôn Thắng tiếp tục suy đoán nữa, mà giơ tay lên, tháo mặt nạ trên mặt mình xuống sau khi công tôn thắng nhìn thấy khuôn mặt mang theo nét cười chế giễu của lâm thanh diện thì con người bỗng thu nhỏ lại những người có mặt tại đây đều trở nên nhốn nháo khi lâm thanh diện tháo mặt nạ xuống cao tiến nhìn chằm chằm anh rồi nhíu mày lẩm bẩm là thằng nhãi mà dạo này đang sống trong hội liên minh nước hát sao thế có phải anh rất kinh ngạc đúng không lâm thanh diện cười nói anh không hề lo sợ khi tháo mặt nạ xuống sẽ cho công tôn thắng thời gian để chuẩn bị đối phó với mình nếu anh ta đã đứng trên võ đài thì Lâm Thanh Diện không có ý định sẽ để anh ta sống sót. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Khết chương 695.